Tía, con mời Tía ăn chè. Út Quang. Nè Tía. Út Quang ơi. Hả? Út Quang. Út Quang. Út An. Ông nói chuyện với em. Mày đâu hả? Nói chuyện với Út An. Tao không cho mày nói chuyện với nó. Đi về đi. Không, hôm nay con không có về. Con phải nói chuyện với Út An cho là lẽ. Chừng nào mày hết sai xỉn mày qua đây mày nói chuyện. Còn bây giờ mày sai xỉn mày về đi. Không, con nhất quyết con không có về. Con đứng ở đây để hỏi Út An tại sao Út An đã thay lòng đổi dạ. Tại sao đám phú phụ bần như vậy? Tao nói với mày là tao không muốn nói chuyện với mày. Sai xỉn đi về đi. Con không muốn nói chuyện với bác luôn. Anh đi về đi. Con muốn nói chuyện với Út An rồi. Mày đi vô. Bác không có được làm vậy. Bác chơi vậy là chơi kỳ lắm. Rồi sao? Con nói thật nha. Hôm nay tôi nói thẳng luôn. Nói có mặt bàn làm chứng. Cái chuyện mà tụi tôi bị như vậy là do ông. Trời, ông kết nối với cái thằng bảo ôn bảo vật lộn gì đó, nam gì đó, bà mới bài đáp xuống đây để làm cho tụi tôi lung tung với nhau. Tụi tôi không còn yêu nhau nữa là sao? Là do ông hết. Nó gì hơn tôi? Nó có gì hơn tôi? Nó đẹp trai vậy. Đẹp trai nhiều khi không có bằng tôi đâu. Nó có gì hơn tôi? Nè, có tiền đúng không? Nó có tiền và ông ham tiền phải không? Ông là đồ ham tiền. Ông Sáu Bảnh ơi, ông ham giàu phụ khó. Có chăng quên đèn là ông Sáu Bảnh. Nè, ông Sáu Bảnh. Sáu Bảnh, bà nội mày đi về không? Đi về. Trời, tí ơi, thôi, thôi, tí ơi. Thôi, tí ơi. Tôi không có bỏ qua đâu. Anh đi về đi. Mày ngon, mày không bỏ qua mày làm gì tao? Kêu thằng cha mày qua đây. Mở cửa ra đi về. Mở cửa ra. Trời ơi. Tống đầu nó ra. Thằng đó. Vậy. Trời đất ơi, đi đường này vậy? Nè. Đó gì hơn tôi á. Nhìn đi tôi đẹp trai quá nhiều. Dạ. Đi vô. Sao bà? Tôi hận không? Đi vô. Ông kêu đi vô kìa. Vô thì vô sợ. Anh về đi. Tao kêu công an. Mày gài cái cửa lại. Được ơi, vậy. Anh đi về đi. Coi chừng đó. Sao bà? Đi vô. Dạ. Bữa nay mày dám chửi tao hả? Chắc nhà mày mã động rồi đó. Trời sập núi đè. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tụi bay làm cái gì vậy? Hả? Cái gì mà nó té vậy? Trời, cô đè con kìa. Đè cái gì? Người ta té mà không chịu đỡ người ta vậy. Đỡ người ta dậy lẹ lên đi. Lẹ lên. Đỡ nó dậy đi. Con đỡ. Té tự đứng dậy đi. Trời đất ơi, mày là anh mày đỡ cho em nó đứng dậy. Phải con đỡ mới được hả? Đỡ dậy đi. Thiệt chứ. Nằm đợi chút xíu đi. Gì vậy? Xuân ơi, anh vô thế gài nghe Xuân. Anh không muốn vậy đâu. Hãy tha lỗi cho anh nghe Xuân. Chứ mày đỡ nó lẹ lên đi. Con hứa với vợ con rồi, con không đụng với ai ngoài vợ con hết á. Em mày mà, lẹ lên đi. Rồi má sâu con có đè cổ sao? Trời ơi, cái thằng này nó chằn gây ghê nơi à. Vậy đi. Trời, đỡ gì kỳ vậy mày? Thấy chưa? Vậy mà cũng ngồi vậy được đó, mày thấy chưa? Mày ui dạ. Mày đó nghe mày. Rồi vậy má đỡ được á. Thằng. Ngồi đi. Không được, không nên suy nghĩ. Không nên nghĩ quá nhiều. Anh Lộc,
Không có vậy đâu. Anh là một người tốt lắm. Không có vậy đâu. Là do mình suy nghĩ quá nhiều. Chồng mình phải tin chứ. Đúng không? Chồng mình phải tin chứ. Chắc chắn là không có vậy đâu. Không được. Chết cha. Trời ơi. Chết rồi, về má chửi nữa nè. Ủa, sao mày nằm ở đây? Sao mày nằm ở đây vậy? Tế ơi, Tế. Ôi, tỉnh hả? Tỉnh chưa? Ủa, tỉnh chưa? Vô. Cái gì? Con gặp ác mộng. Ác mộng gì? Con nằm mơ. Con thấy con chửi ai ghê lắm tía. Ừ, mày chửi dữ lắm. Bây giờ nè, chưa đâu. Nằm mơ chưa đã rồi. Hả? Tỉnh rồi phải không? Giờ vô lấy rượu. Lấy rượu uống tiếp. Uống tiếp xe vô. Qua bển quậy tiếp. Qua đâu? Qua nhà tí vợ mày chứ ai. Ai như mày còn hỏi qua đâu nữa hả mày? Trời đất ơi. Mày dại, mày khờ, mày khùng cũng như vừa phải thôi. Không ai trong đời trời đất mà. Uống rượu không cho sai rồi qua nhà tía vợ tương lai mình quậy ở bên đó. Tao nói mày cũng may à, sao bảnh ông hiền à, chứ gặp tao nghe cái kiểu đó hả. Trời đất ơi này ha, chẩu trà nghe tao đôm trên đầu á, à, giỡn với tao à. Không là giấc mơ con vừa mơ là sự thật. Con nằm mơ con nhớ con chửi người ta là tham phú phụ bậc, tham tiền rồi này nọ. Như vậy là sự thật luôn hả tía? Là con nói ông sao bảnh vậy luôn hả tía? Vậy không phải. Con phải làm sao tía? Chết con rồi tía. Sao làm sao gì? Thôi. Bây giờ sao giải quyết được tía? Giờ nè. Giờ con nghĩ cái chuyện này mà không giải quyết được á, là hôn lễ không có cử hành được đâu. Con không biết làm sao luôn tía. Thì đó cũng là cách giải quyết đó. Trời ơi, con nói chơi mà tía nghĩ là cách đó là cách giải quyết là sao? Trời đất ơi, là bình tĩnh đi, thấy không? Tía mà ổng làm chuyện này giúp con á, là con thề con tự tử con chết. Con chết cho tía chơi lòng, con nhảy lầu nè. Không, ở đây không có lầu. Nhà mình nhà trệt không có lầu. Bây giờ muốn nhảy chết, tao chỉ này mà ra ngay đầu giàm á. Đó, chỗ đó nước mà nước ở dưới nó sấy vậy đó. Mày chỉ cần nhảy xuống cái thôi là đi liền. Tía ngộ quá, con nói chơi mà tía cũng trù con chết nữa. Tía không thương yêu thằng con này hết trơn á. Chẳng những trù mà mua đất sẵn luôn rồi. Đặt luôn trại hòm luôn rồi. Cái cỡ mày có luôn rồi, đặt hết đầy đủ rồi. Mày chỉ cần núng củ tỏi cái là có đầy đủ cho mày liền. Vừa thấy ông tía nào như ông tía này hết trơn á. Tối ngày cái chu đằng con này mà không có giúp đỡ gì hết trơn. Con nói thiệt không biết con có phải là con của tía không nữa. Mày ngu quá mà. Trời đất ơi, không thương mày thì sao một mình một thân nè. Tía nuôi tụi con từ nhỏ tới lớn. Thôi tía, đừng có la con nữa. Tôi bả năn nỉ giùm con đi tía. Thì đó, từ từ để tôi tìm cách qua bển nói chuyện. Dạ. Ừ, cải tới rồi kìa. Nhìn ngon quá ha. Trời ơi, nóng quá. Mấy bà lựa đi. Chị có nghe bên nhà ông Sáu Bảnh á, có chuyện gì chưa? Có phải ông Ham Việt Kiều nên cố tình từ hôn thằng Khang nhà ông Năm Tỏ không? Chuyện gì vậy? Chị cũng biết chuyện đó nữa hả? Trời ơi, cả ấp ai không biết. Ta đồn lần lần nha. Thảo nào tôi đi làm về, tôi thấy ông Sáu Bảnh á, ổng quan tâm ưu ái cái thằng Việt Kiều ở nhà ổng lắm. Chắc là ổng tính á, gả con An cho cái thằng Việt Kiều để đổi đời rồi. Trời ơi, có lần hả, tôi thấy ổng đuổi cha con nhà Năm Tỏn luôn á. Thì vậy ổng mới chia cắt được thằng Khang với con An chứ. Ông Sáu Bảnh á, ổng hất hủi nhà ông Năm Tỏn luôn á. Ừ. Mà gia cảnh nhà ông Năm Tỏn như vậy, làm sao mà bằng Việt Kiều được. Đúng trời rồi. Trời ơi, nghe nói qua thằng Khang á, có ông Năm Tỏn nó uống sai, nó qua nhà nó quậy. Ủa, nên ông Sáu Bảnh ông đuổi cổ luôn á. Vậy vậy? Ừ. Ủa, có chuyện đó luôn hả? Ừ. Thôi, nhiều chuyện quá. Cân tôi ký rau. Ờ. Thì ra nguyên nhân cho Sáu Bảnh đồng ý hôn gia đình của mình là do thằng Trả muốn thằng Bảo Nam làm rể nhà thằng Trả. Đã vậy mình phải làm mọi chuyện ra lẽ mới hả dạ. Cuối cùng con cũng chặt được rồi. Dạ, con mời bác. Ủa. Trời, ta nói nghe ngang. Mời mố bác chỉ cho này nè. Dạ. Đây, cái trái dừa này là tại con cố tình con làm cho đẹp. Chứ thiệt sự ra ở nhà quê mình uống dừa là không có cần đẹp, không? Bây giờ chặt bên này một lát nè. Dạ. Cái con sắn bên này một lát.
cái con sắn bên này lát, à, cái con tách lên như cái hình tam giác vậy đó, người ta kêu là vừa chặt ba lát đó. Dạ. Chứ coi này con làm kỹ quá. Dạ, tại vì con thấy hay quá hen, hay quá hen, kỹ đầu tỉ mỉ quá hen. Ba lát hai lát đồ hen. Coi như tình cảm quá hen. Bác con đồ tình cảm, rồi lát này lát nọ đồ chặt dừa treo cho uống đồ hen. Dạ. Thân phụ bác... quá mà. Bác sao uống dừa? Bác Nam uống gì ạ? Uống ông đó nó chặt luôn trái. Thôi tôi không uống dừa, tôi uống nước sình quen rồi. Ê khoan, tôi uống nước bùn. À, tôi uống nước sông. Nước ruộng. Nước ruộng. À không phải nước mưa quen rồi. Dạ ở dưới có cái nước mưa. Thôi không cần. Trời ơi trái dừa tại đây ha, nó ngọt dễ sợ luôn con. Bình thường ngang bác uống dừa nó không có ngọt như vậy. Đây cái tấm lòng của con á, cho nên bác uống vô tự nhiên nó mát mà nó ngọt dễ dạ. Sợ. Cảm ơn. Mốt con biết vậy con chặt nhiều nhiều cho bác uống. Tình cảm quá mà chặt đồ vợ dọn nhà chắc ở đây luôn. Mày trồng dừa đi, mày chặt cho ông uống. Về đây mày trồng dừa nè, trồng đất ông còn nhiều ra trồng đi, vài chục năm nữa chặt cho ông uống. Thôi con xuống dưới đi để dạ. Bác với bác Năm nói chuyện. Dạ 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 con đi luôn nha bác Năm. Ừ. Năm Toản qua gì? Đây có chuyện gì? Coi tôi nói thẳng với anh luôn nè, hôm nay nè gặp anh nói thẳng nè, anh vừa phải thôi nha, tôi chịu hết nổi rồi, càng ngày càng lúc anh càng lấn người ta, anh ép người ta quá. Tôi ép cái gì? Tôi lấn cái gì? Bực bội anh không nghe người ta đồn hả? Tôi nói khắp nơi bây giờ nè, ở trong ấp nè, rồi ba có người ta đồn rần không nghe hả? Người ta nói anh chính anh á, anh là anh muốn cắt đứt cái tình cảm của con tôi với lại con An, anh chia rẽ tình cảm đó, thậm chí nó qua đây anh còn đuổi nó về, để chi? Để anh bắt đầu anh lấy, anh đưa con An gả cho cái thằng này, thằng Duy Kiều này. Ê, người ta nói anh ham nha. Nè, nói cái gì vậy nói chứ không có sỉ nhục tôi ham này ham nọ được chưa? Ham anh không ham Duy Kiều, tại sao anh tự nhiên cắt chia rẽ tình cảm của tụi nhỏ? À, tôi nghe nói anh còn định quỷ hôn nữa phải không? Đây nè Nam Toản, tôi nói cho anh biết nha, đáng lý ra đó là cái câu quỷ hôn này tôi không nói, nhưng mà tại vì do anh nhắc nên tôi mới nói nha. Nếu muốn quỷ hôn nha, từ bữa nay trở đi tôi sẽ quỷ hôn với anh. Quỷ thì quỷ, nhưng mà tôi cho biết là cái người nói cái câu quỷ hôn chính là tôi. Tôi mới người có cái người có đủ cái tiêu chuẩn để nói câu đó, còn anh không có quyền nói câu đó. Quỷ thì quỷ. Nếu quỷ hôn rồi là mình không còn cái gì của nhau nữa hết. Đúng rồi. Đi về mày. Vậy thì về mày. Rồi cuối cùng mày có cho vừa uống không? Về uống nước lâu đi. Chứ để nó đi đâu vậy? Đi mày. Bác Năm về rồi hả bác Sáu? Về rồi. Ờ, nói vậy hai bác quỷ hôn thiệt hả? Úi, tao không phải là tao nóng nảy tao nói đâu. Bác hiểu tính cha này quá mà. Không trước thì sau cũng vậy à. Cho nên nói trước cho rồi. Tía. Tía. Sao rồi tía? Mọi chuyện sao rồi tía? Hả? Tí cười hả tía? Im xuôi phải không tía? Con biết mà, tí thương con lắm. Có bao giờ tí bỏ con được đâu. Sao rồi tía? Mọi chuyện sao rồi tía? Con hiểu ý tía mà. Người ta chịu bình thường là phải không tía? Trời ơi, cái khuôn mặt của tía là nói lên tất cả luôn. Cái miệng của tía mà lòng mà chúm chím là có chuyện vui à. Xong rồi. Xong rồi hả tía? Vậy là thành công phải không tía? Mày có phước lắm á mày ơi. Dạ con biết mà, con có người tía vậy là trên đời con có phước à. Phước phần dữ lắm á con ơi. Trời quá ơi đã, tía. Tao nói nó êm hết, nó xong mà nó khỏe. Dạ khỏe lắm luôn hả tía? Ừ, dễ dàng giải dạ. Quyết cái gọn. Dạ giải quyết sao tía? Quỷ hôn rồi. Quỷ hôn là giải quyết rất là gọn. Sao không? Sao đi? Con xỉu à. Trời ơi bị xỉu mà con trả lời được hả? Giật tóc này con, giật tóc này con nè. Đau quá tía ơi. Ông con trai mà yếu đuối hở cái xỉu. Hiểu không?
tao lấy nước tao chế vô lỗ tai à, hiểu không hả? Hả? Quỷ hồn mà sao cái miệng tới vẫn còn cười chúm chím gì thế? Tỉnh táo lên giùm con đi ông ơi. Té. Hey. Anh lên xe anh chở đi chơi, đi dạo vòng cho vui. Em không đi đâu. Đi đi mà, đi. Em không đi mà. Đi đi. Đi, đi chơi cho vui. Em đã nói là em không đi rồi mà. Trời ơi Sưng, quét nhà hả con? Dạ. Ê, tao vô được không? Dạ 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 được. Dạ bác vô bác ngồi đi. Ủa, má mày đâu rồi? Tôi dạ, nè. Má con. Má Tám. Anh Năm. Cái gì? Đang buồn chán muốn chết vậy, có anh qua để mà tâm sự đồ chơi. Khoan nói, uống miếng nước cho thấm giọng đi anh. Buồn thì người ta cởi cái buồn ra, người ta cho nó khuây khỏa đúng không? Anh tính nói cởi cái gì? Cái buồn bực á. Bực mình hà. Tôi cũng vậy nè, qua đây cũng định gặp chị tâm sự chút chuyện, nhưng mà thấy con Xuân rồi thấy con chị thôi không ổn thôi, chắc bữa khác rồi tôi về nghe. Thôi có gì đâu, người nhà với nhau hết trơn á, trời á ha. Mình là người lớn với nhau, mình nói ra cái gì nó cũng đúng hết trơn á. Tuổi nhỏ sắp nhỏ phải chịu mà nghe theo thôi, chuyện đó ai cũng biết chút ít mà. Bây giờ tôi hỏi thiệt chị nghe, tôi chửi thằng cha sáu bảnh vậy đúng hay sao? Hợp tình hợp lý đó, thấy không? Tôi nói cho anh biết, vì là bạn bè với nhau cho nên tôi không muốn cản anh cái vụ thằng Khang á đi cưới con An. Tôi cản, tôi sợ mít lòng cho nên thôi đó. Vậy hả? Ừ. Dạ thưa má, má cho con góp ý kiến chút được không má? Nói gì? Dạ con thấy con Út nhà con đâu có làm gì cho má không vừa lòng đâu, mà sao má tự nhiên má cản duyên cản nợ của nó vậy má? Nói ra câu nào cãi câu đó là chị em bay đó ha. Làm cho người lớn người ta ghét là phải rồi. Dạ thưa má, từ đó tới giờ con không bao giờ con cãi má hết á. Nhưng mà thiệt tình cái chuyện này là con phải lên ý kiến thôi má. Anh Nắm, anh nghe chưa? Đó anh thấy chưa? Hành động và thái độ của nó anh thấy chưa? Anh là người trong cuộc, anh lên tiếng đi. Nói về con An á, thực ra tôi không có ưa đâu, tôi thấy cũng không có được. Nhưng tại vì thằng Khang con tôi nó yêu nó mê quá, cho nên là tôi đành phải chịu vậy thôi. Đó, anh nghe chưa? Nghe chưa? Đừng tưởng em Út của mình ngon mà tưởng bở. Con gái con đứa gì mà chằng ăn chằng quấn, chửi cái miệng giống y như là cha già tía của nó vậy á. Anh Năm, theo tôi nghĩ vậy nè, anh nên kiếm con gái nào, gia đình nào hiền lành, ngoan ngoãn, dịu dàng, ăn nói nhẹ nhàng, anh làm xui đi anh Năm. Má à, sao mà con thấy nãy giờ má nói ra câu nào là má xốc xỉ, má móc mỉa tía con không vậy? Con nghe nó đâu có làm gì đâu mà má phải nói nó vậy. Má cứ nói ra nói vô cái chuyện duyên phận của nó hoài vậy má. Thôi, tụi bay con nít mà bay nói với người lớn, mày nói với má mày vậy là tao thấy không có được đâu á nghe. Trời đất ơi, đồng ý là con An á, thấy không? Không đoạn tới là tính tình của con An. Nhưng mà cái chuyện mà nó phụ bạc thằng Khang con của bác Năm á, là tao thấy không có được. Đã vậy thì thôi đi, tía tụi bay á chen vô binh vực, thấy không? Rồi mạt sát thằng Khang, không có gia đình tao ra gì hết. Tao nói thiệt á, cái thứ đó là cái thứ là tham sang phụ khó.
thứ không đáng ngồi xuôi. Đúng rồi đó anh Năm, con có ý kiến nha. Tía con với lại con An á, không bao giờ mà có cái suy nghĩ tham sang phụ khó hay là tham phú phụ bần gì hết á. Đáng lý ra khi mà có chuyện á, bác Năm phải tìm hiểu kỹ càng coi nguồn cơ chuyện đó là như thế nào chứ. Tự nhiên bây giờ chia cắt tình duyên của tụi nó, rồi còn nói mấy cái câu như vậy nữa. Cái con này càng ngày càng hống hách, càng hỗn hào. Mày á, chồng của mày bên mày rồi mày lên mặt với tao, rồi bây giờ mày dạy đời với hiền huynh của tao nữa hả? Tại sao vậy? Thứ hỗn hào. Tía mày dạy mày không được, để tao dạy mày. Tao dạy mày cho. Má không có được xúc phạm tía con vậy nha. Tía con có dạy con từ nhỏ tới lớn, chứ bộ tía con không dạy con rồi nào. Trời ơi, má má với vợ con có chuyện gì vậy? Ba Năm, bác là nguồn gốc lây lan cuộc xung đột này phải không? Không phải, tự nhiên cái hai người làm trời đất lên chứ tao biết gì đâu. Thôi tao về, tao gia đình mày xử tử không phải tự xử lý đi. Tao về. Chưa, biết lắm mà, thiệt tình đó. Mày gì đó ha, mày đó nghe, mày cưng nó cho cố để bây giờ nó leo lên đầu tao, nó ngồi chồm hổm ở trên đó đó, mày thấy chưa hả? Tao không ngờ mày hỗn hào, mất dạy quá sức tưởng tượng của tao đó. Tại má mày chết sớm, bởi vậy cho nên cha già tía mày không dạy mày nữa ha. Má, hồi nãy giờ má nói tới tía con, bây giờ má còn lôi má con từ trên bàn thờ xuống nữa. Bây giờ con hết chịu đựng nổi rồi. Mày không chịu đựng nổi mày làm gì tao con... Trời ơi thôi mà, bây giờ có chuyện gì từ từ nói nghe coi. Chuyện gì mày hỏi con vợ cưng của mày á, mày đừng có hỏi tao. Có chuyện gì vậy em? Hỏi má. Ôi... anh đi. Bây giờ hai người muốn sao? Sao à? Cái chuyện mà quỷ hôn của thằng Khang với con An đó là cái chuyện thiệt hay là tao đồn tầm bậy tầm bạ vậy? Thiệt cái chứ đồn đại gì. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Bởi vì tôi phải cố tình tôi qua đây tôi hỏi anh, để anh kể cho tôi nghe cho nó rõ ràng. Chứ mấy bà tám ngoài chợ bà nói tùm lum á, tôi không có tin được. Thiệt. Tất cả cũng tại Khang hết trơn á. Ghen tuông vô cớ, uống say xỉn xong qua đây nè chửi con An. Chữ con An chưa đã nữa, nó sắn vô nó chữ tôi. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Còn thằng cha Năm Toản không biết cái chuyện gì hết, ất giáp không biết chuyện gì, tự nhiên qua đây cái chữ cha con tôi á là tham vàng bỏ ngải, tham sang phụ khó. Tôi hỏi anh á, nếu là anh nghe, anh có lên máu không? Lên chứ, tôi uống thuốc mỗi ngày đó, bác sĩ dặn là không uống là chết luôn á. Anh nói cái gì vậy? Huyết áp. Tôi đang nói cha Năm Toản mà. Tôi lộn, tôi tưởng anh hỏi thăm sức khỏe của tôi. Chờ. Nếu mà nói cái người mà thất đức á là Năm Toản, không phải là anh là người tốt, phải không? Nhìn thằng Khang coi ảnh coi, nghe, nó có ra hồn ra vía gì không? Nhìn nó cái là thấy nó xui tận mạng rồi. Còn hai đứa kia là khác, thấy không? Tụi nó như là một cái đôi trai tài gái sắc, nam thanh nữ tú. Nó đẹp như là ngu lan chức nữ vậy đó. Thiệt. Đừng có dí như ngu lan chức nữ. Sao kỳ vậy? Ngu lan chức nữ có tháng 7 mới gặp được nhau, vợ chồng cứ tháng 5 mới gặp nhau lần chết. Không, ý tôi nói lộn là kim đồng ngọc nữ. Đó. Thì đó, tôi thấy thằng Nam á, gia thế nó cũng được. Tánh tình nó cũng được. Nhưng ngặt một cái á, con An con tôi nó còn nặng tình với thằng Khang quá, cho nên tôi không có nói vô được anh ơi. Trời ơi, anh không nghe ông bà xưa có cái câu sao? Mưa dầm thấm đất. Anh cứ xá tụi nó lại một cặp đi ha. Rồi nó gần gũi nhau nè, rồi càng ngày lửa nó bén, nó cháy, không có nước nào mà có thể chữa được hết trơn á trời. Thôi, bây giờ tôi nói thiệt, tôi cũng chỉ muốn cho con tôi á, nó được bình tâm tỉnh trí lại thôi. Còn cái chuyện tình cảm của tụi nó, từ từ tính sao. Anh nói cũng phải, duyên là do trời định ha. Tôi thấy thằng Khang nó cũng được nè, thằng Nam nó cũng được nè. Ấy giờ anh cho hai đứa nó lấy con An luôn đi. Con An con tôi là chợ đầu mối hả? Ai muốn lấy đây? Không, ý tôi muốn nói là anh cho hai đứa tụi nó gom lại để cho anh dễ lựa vậy đó. Là ý vậy đó. Nói không phải khen anh nha anh Bảy, cái giống gì anh nói cũng được hết trơn á. Cảm ơn.
Em nên nghỉ mệt, relax đi, uống miếng nước cam đi. Chứ cứ cắm mặt cắm mũi vô máy tính hoài không có tốt đâu. Anh để đó đi, chút nữa em muốn. Anh ăn nè. Anh tính nhờ em dẫn anh đi ăn mấy món đặc sản ở dưới quê mình. Tự dưng anh thèm ghê luôn. Chắc để em nói tía dẫn anh đi nha, chứ em mệt với buồn ngủ à. Thôi vậy cũng được. Nhưng nè anh, anh coi cái này nè. Những cái mẫu này được chưa vậy? Những mẫu này cũng tạm được. Nhưng mà anh biết có nhiều trong web khác thiết kế nhiều mẫu đẹp lắm đó em. Hay là để anh bấm cho em vài trang web, rồi em từ từ tham khảo. Ê bà Hồng, tôi thấy hai người đó đẹp quá, xứng đôi quá, thấy đẹp không? Nè bà nên nhớ, chị ấy đã có chủ rồi, bông đã có chủ nên không thể nào đập chậu được đâu. Nhưng mà tôi thấy ổng đẹp trai hơn Khang nhiều đó. Đẹp trai làm sao mà bằng ông Khang được? Ông Khang tuy là không đẹp lắm, nhưng mà được cái là lùn. Lùn nhưng mà có duyên, có duyên nhưng mà hay hớt, nên ăn đứt ông này. Thôi, cái đúng bà lạ quá. Tôi thấy ông này đẹp hơn. Bác Sáu. Dạ bác Sáu. Gì á? Dạ bác Sáu con mới qua. Có chuyện gì không? Thì con nghe cái vụ tía con với bác Sáu cãi lộn nè, con thấy khó chịu trong người quá à, nên con mới qua đây nè. Tao nói thiệt mày, chưa có ai như tía mày. Cái chuyện hôn nhân mà ổng làm như giỡn chơi vậy. Muốn ừ thì ừ, mà muốn quỷ thì quỷ. Hỏi mày, tía mày làm vậy á, tao chửi đúng không? Đúng rồi, bác Sáu làm vậy là đúng. Trời đó ơi, cái chuyện hôn nhân mà. Còn bây giờ tao hỏi mày, tự nhiên như tía mày đi trách tao tại sao đem Việt Kiều về đây ở. Ủa, nó là con của bạn tao mà. Tao đem về tao ở là chuyện của tao. Bộ tao ở là nó lấy con tao hay sao? Tía là mày làm vậy là đúng hay sai, đúng không? Đúng, tía con làm vậy là đúng. Bác Sáu chứa Việt Kiều trong nhà, rồi cho gần gũi với con An nữa. Tía con ông làm vậy là đúng rồi. Ê, sao mày nói hai tao với tía mày người nào cũng đúng vậy là ai sai? Thì con... anh hai thấy tía nói đúng đó. Nhà gì không còn miếng nước để uống nữa nè. Hai đứa đã không có duyên, không có nợ rồi. Bây giờ mày có buồn, mày có đau khổ tới chết đi nữa cũng không có thay đổi được gì đâu. Tía nói phải rồi đó. Em nhắm không được thì thôi, em quên người ta đi. Bây giờ cái chuyện mà là cái chuyện mai mối đó hen. Rồi tôi không nhớ là ai nữa đó. Trời ơi, chị tranh thủ tôi lẹ lẹ đi. Chứ bây giờ tôi nói thiệt á, thằng Khang con tôi bây giờ á, nó rậm rà rậm rực vậy đó. Trời ơi, tôi thấy nó rầu rĩ rồi, nó chịu không được. Ý, anh nhớ con Cam không? Con của ông chịu đó. Cam á? Con Cam con ta chịu. Con chịu á. Vợ chồng chịu đựng hả? Ừ. Trời đất, thôi. Sao vậy? Cái gia đình đó, cái xóm nó ai cũng biết hết á. Trời ơi, nổi tiếng mà. Cam chịu đựng. Ừ. Ở tù suốt năm. Trời ơi, mẹ nó, bà đựng nó, bà biết đề mà. Anh sao mà tối ngày cứ suy nghĩ gì đâu á, không chịu phải không? Không được. Không được phải không? Tìm ai đi. Không chịu đâu. Không chịu thì bây giờ thì là... À, con Mận, con bà Mặn chịu không? Chịu không? Nữa. Trời ơi, sao chị giới thiệu toàn là thứ độc không? Nè, con Mận á, má nó là bà Mặn. Ừ. Bảo quýnh bài sát số luôn. Bỏ xuống xác không à. Ừ ha. Mà thua lòi không nên về ăn kho quẹt không, người ta mới kêu bà Mặn luôn á. Mặn như kho quẹt vậy là bả đó. Không được. Không được. À, giờ là con Tí, con của ông Đô hen. Chịu không? Tí bự hả? Ừ, Tí con ông Đô. Con này cái miệng nó dữ á. Sao? Nó chửi mà tao nó chửi cỡ cha sáu bánh, nó chửi nó nuốt chả luôn một cái mà. Nó đứng cánh đồng nó chửi cái gian cả cánh đồng giống giống ai mà mở còi tàu vậy đó. Thôi. Nó về nó chửi cho banh nhà tôi hết, thôi không được. Anh ơi, anh sao anh khó quá. Ai anh cũng không chịu, người này anh không chịu, người kia anh cũng không chịu. Thôi trở về làm xui với cha sáu bảnh cho rồi đi. Không, ai thì ai tôi cũng chịu, nhưng mà làm chui với sáu bảnh là tôi không làm. Nè, ấy chị dẫn tôi ra chợ coi còn có mối nào ngoài đó không. Hả? Mấy đứa mà nó buôn bán lặt vặt ngoài chợ có được đứa nào không? Chị dẫn tôi giới thiệu tôi coi. Ra chợ chọn luôn phải không? Đúng rồi. Anh nói đúng, trai khôn tìm vợ giữa chợ đông là đúng lắm luôn. Tôi nói chuyện làm gì làm nha, miễn là đừng cưới con An, con cha sáu bảnh là được rồi.
Quyết định vậy đi anh. Vậy đi. Uống miếng nước đi anh. Bộ ăn tính buồn hoàng vậy sao? Em buồn vì giữa em và anh Khang xảy ra nhiều chuyện như vậy. Điều mà em buồn nhất á là em cứ nghĩ em và anh Khang đã lớn lên với nhau từ nhỏ, thì đến khi tụi em yêu nhau sẽ dễ dàng hiểu nhau. Tình yêu của tụi em chưa đủ lớn để tin tưởng nhau, cho nên làm cho anh Khang hiểu lầm rồi ghen tuông vô cớ nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Cái gì cũng để từ từ. Em với Khang xem như đây là thời gian thử thách đi. Em nghĩ tụi em có duyên mà không nợ. Bởi vì trước ngày cưới, ảnh cũng đã bị tai nạn rồi té gãy chân. Cuối cùng sau đó thì lại bị tía em quỷ hôn. Vậy thì anh chờ cho bác Sáu bớt giận, anh sẽ nói vô chuyện của em và Khang. Thôi đừng. Anh biết tính của tía em mà. Nói một là một, nói hai là hai. Không có cái gì mà có thể làm lung lay chính kiến của tía được đâu. Tại sao bi quan quá vậy? Mình chưa thử sao biết được. Không phải là bi quan, nhưng mà em cảm thấy em và anh Khang có điềm rồi. Thì mình cứ chờ bác Sáu bớt giận, mình thử một lần thôi. Còn anh thì sao? Em thấy anh cũng chịu khó tư vấn tâm lý tình cảm quá. Chắc ai mà yêu được anh có phước lắm ha. Tại vì anh rành chuyện hôn nhân trong gia đình quá mà. Thực ra thì trước đây anh có đến nước. Trước đây anh có đến nước với một cô gái, do hai bên gia đình thân tình cho nên đã hứa hôn, rồi áp đặt tụi anh trở thành một đôi với nhau. Nhưng sau khi lớn lên, anh cảm thấy là anh với cô ấy chỉ là bạn bè thôi, không thể nào hợp được. Anh chủ động nói rõ với cô ấy. Thật đúng là cuộc đời này mỗi người một tâm sự. Vô đây anh Năm, vô đây. Quán này là quán dê ha. Anh muốn dê món nào cũng có hết. Quán này quán dê? Đúng. Thôi về. Sao vậy? Ngồi đây hồi sợ ăn xong mà dê bà nó mệt lắm. Anh bị bậy bạ không à? Để tôi suy nghĩ lại đã. Ngồi xuống đi. Trời, có luôn hả? Biết đâu chừng được. Chà, chắc phải uống thuốc ói à. Ông này, duyên nó đến muộn ai biết được đâu. Nghe, nói nghe nè. Quán này thoáng mát quá hen. Nè. Chủ quán đâu rồi ta? Anh thấy không? Chủ quán thì ông thấy chứ, thấy nhỏ này nè. Đó, thấy nhỏ này chưa? Đó, nó tên là con Kiều. Kiều hả? Con Kiều. Tôi có bà con xa giới thiệu nó cho tôi. Nói nó là dễ thương mà lanh lẹ lắm. Anh nhìn đi, anh nhìn nó đi. Dễ thương không? Nói chung nhìn bề ngoài thì thấy cũng được á. Nhưng mà bên trong thì không biết á. Tiếp xúc á. Quý già. Tiếp xúc nó, coi nó tính tỉnh nó làm sao. Coi bề ngoài được rồi, còn đồi coi thấu bên trong. Trời, cái đó bà nói à, tôi không nói à. Tất dạ là là con. Dì Tám, con chào bác. Dạ, chào con. Nay dì Tám với bác ghé ăn gì à? Nói nghe nè. Dạ. Con có con chưa? Trời, quên lộn. Năm sao anh cứ lộn hoài vậy Năm? Con có chồng chưa? Có người yêu chưa con? Dạ, chưa có người yêu nữa nên con cũng chưa có chồng. Vậy được. Thấy bay à? Thấy bay thấy à? Hiền á. Mặt mày cũng sáng sủa. Đẹp mà. Bây giờ nói thẳng luôn ha. Nói đi. Nói chung là chú chú có một thằng con trai. Con trai út của chú á. Mà tới bây giờ nó cũng chưa có gia đình. Mà hôm nay được chị Thám giới thiệu lại để coi nè, con coi hình nó đi. Ngồi xuống đi. Nếu được thì ngồi đi. Hình nó đẹp trai lắm à. Giống không? Giống ổng không? Đừng nhìn mặt của chú mà ra nó. Không có đâu. Nó đẹp lắm. Nó đẹp hơn chú nhiều. Đẹp lắm dạ. Con còn coi đi. Chào dạ. Con nếu con thấy được á ha, thì để dì Tám với lại chú Năm đây nè, tìm cách cho hai đứa tụi con gặp nhau để tìm hiểu sâu xa hơn nữa. Được rồi, tới luôn. Nói chung là bước đầu là làm quen thôi. Nhưng mà tương lai được thì cưới luôn. Tới luôn con. Được được không con? Dạ. Tía,
Tía uống nước đi tía. Tía ơi, vậy là cái chuyện từ hôn là có thiệt đó hả? Mấy bữa nay con cứ bán tính bán nghi không à. Con nghe trong xóm người ta đồn râm ran mà con đâu có tin đâu. Tại con biết từ đó tới giờ tính tía trước sau phải rõ ràng. Ai dè. Nói nào ngay á, lần đầu tiên tía quyết định một cái chuyện trọng đại mà trong cái cơn nóng giận. Nhưng mà ta nói bà nghe nha, lúc đó là thần tiên ở trên đài sen cũng phải nhảy xuống nữa chứ, để xử nữa chứ đừng có nói tao à. Tại vì lúc đó cha con thằng Khang mạt sát gia đình mình, không còn một manh giáp nào. Cái này tía nói con mới nói cho tía nghe nha. Con chứng kiến thiệt á, nhiều lần luôn á, bác Năm Toản á đi qua bên nhà nói chuyện với má chồng con hoài à tía. Tao đoán cái là ngay chóc. Tao nói mày nghe nha, nguyên cái xã này mà biết cái chuyện này là ngoài cái mỏ thằng cha Năm Toản thì không còn ai hết. Người ta nói xấu thì che, tốt thì khoe. Đằng này cái chuyện xấu á, cha cũng tự động cha ra cha biêu réo hết cho người ta biết. Thôi, thiệt ra con thấy cũng tội nghiệp bác Năm lắm. Ai đời con trai của mình không đi theo phe mình, đi bên người ngoài không à. Cho nên bác Năm hết cách rồi mới đi kiếm đồng minh để theo phe mình chứ bộ. Tao biết liền mà, tao biết ai là đồng minh của con cha Năm luôn. Con mẹ Tám Điệu chứ không ai hết trơn á. Ngoài con mẹ Tám Điệu ra cả xóm này không ai ưa con cha đó. Thưa tía, con mới về. Dạ, thưa bác Sáu, con mới về. Anh Nam, ủa, chị Hai, chị mới qua hả? Em lu bu công chuyện quá à, không có ghé qua thăm Hai được. À thôi Hai, chị em bên ngồi nói chuyện đi, tao vô tao nấu cơm. Dạ dạ, con vô phụ bác Sáu luôn. Ở bển con cũng tự nấu ăn không à. Ừ, đi. Dạ dạ, hai chị em nói chuyện nha. Dạ, đi bác Sáu. Sao rồi? Mấy bữa nay hốc hác lắm rồi đó. Kìa hai con mắt kìa, thâm quần hết trơn rồi. Mấy bữa nay buồn quá không ngủ được phải không? Em nhớ ảnh quá à. Nhiều lúc em muốn chạy qua nhìn một cái thôi rồi đi về cũng được nữa. Nhưng mà em lại sợ tía biết, tía buồn. Thôi uống miếng nước đi. Hai đứa bay thương nhau bao nhiêu lâu nay rồi, giờ kêu quên sao mà quên được. Mà ai hỏi thiệt nha, từ bữa tới giờ nhà bên đó có đã động tới chuyện này không? Rồi thằng Khang nữa, nó có tới đây nó xin lỗi mày hay là níu kéo gì không đó? Anh có tới một lần, nhưng mà em chủ động đuổi luôn. Nếu như mà tía thấy á, thì không có yên đâu Hai. Cái con này, mày còn thương nó mà, sao tự nhiên lại ép mình vậy hả? Thương thì thương vậy thôi, nhưng mà đâu có ai qua được tía đâu. Chị Hai biết mà, em thương tía lắm. Em sợ làm cho tía buồn. Thôi đi, đừng có khóc. Tía trong mà nghe được là tía xót thêm nữa. Thiệt tình, sao hai đứa bay éo le vậy không biết nữa. Lời ông bà nói đúng á, tình đẹp là tình hay trắc trở đó Hai. Mẹ em cũng nói thẳng với anh Khang, đừng có tìm nữa. Bây giờ tụi em không có duyên thì đừng có ép. Út đó, cái mày đã nói cứng như vậy, còn nhớ thương ta làm gì? Qua mặt được tía, qua mặt được Hai, nhưng mà còn bản thân mình kìa, có qua mặt được không? Thôi nín đi. Nè, Hai nhất định sẽ tìm cách giúp hai đứa quay trở lại nha. Thôi, em cũng không muốn níu kéo. Cho dù có níu kéo được đi chăng nữa, sau này về làm dâu chắc cũng khó sống lắm á. Đúng thiệt, nhắc tới chuyện làm dâu thì Hai mới nhớ, đúng là không có hợp nhau từ đầu á. Mai mốt về làm dâu là khó sống lắm. Nè, Hai đang liên tưởng đến chuyện của Hai đúng không? Đó, Hai thấy chưa, chuyện của Hai á, có nhiều đó mà Hai còn chịu không nổi. Mà Hai cũng biết bản tính của em rồi mà. Em mà giống như Hai á, em quậy cỡ nào rồi, đúng là khó sống mà. Thôi đi, mỗi người mỗi tánh. Bởi vì người ta nói chuyện hòa hợp á khó lắm. Giống như Hai nè,
Sống tới bây giờ mà không hiểu được ý của má chồng mình như thế nào luôn á. Nè, chuyện của em khác, chuyện của hai khác. Có gì đâu mà khóc. Em thấy bác Tám á, không phải là người xấu bụng đâu. Chẳng qua là hai chưa tìm được cái cách giải thích để mà nói chuyện cho bác Tám hiểu. Em tin hai sẽ làm được mà. Ừ, hai chị em mình cùng cố gắng nha. Em biết rồi. Ủa bác, mình không mời hai chị em của An vô ăn luôn hả bác? Gì mời? Ui, hai chị em nó lâu ngày gặp nhau, để cho tụi nó hàn huyên tâm sự đi con ơi. Hai bác cháu mình cứ ăn đi, kệ tụi nó, lát đói vô ăn. Dạ. Nè, bày đi với con An cả ngày, chắc bày thấy nó buồn cả ngày đúng không? Dạ cũng đúng. Mà con cũng tìm hết mọi cách để làm cho An vui, nhưng mà sao thấy cổ An cũng không có vui bác ơi. Bây giờ bác chỉ trông chờ vô thời gian sẽ làm cho nó nguôi ngoai được phần nào thôi. Dạ. Nói thiệt bây, bác có hai đứa con gái, đó là giống tính bác, nặng tình nặng nghĩa dữ lắm. Bác Sáu à, bác Sáu yên tâm đi, ngày nào con cũng sẽ đi chung với An. Con sẽ tìm mọi cách để làm cho An vui lên. Dù gì con cũng thích cái tính nói nhiều nè, chanh chua của An. Vậy mà thấy vui bác, cuộc sống nó không có khô khan. Bay cũng phát hiện ra cái tính chanh chua của nó hả? Hèn chi cha Năm Toản chữ cũng đúng rồi. Thật ra thì chanh chua thì cũng không phải. Nói chung là An rất là thẳng tính. Thế sao nói vậy? Nhiều khi cái người đối diện họ không hiểu, họ lại nghĩ là chanh chua. Chứ theo con á nha, theo con thấy á, là An là một người rất là siêng năng, chịu khó học hỏi. Con nói thiệt với bác chứ, con thấy con gái bây giờ mà như vậy á, hiếm lắm. Thiệt không? Dạ thiệt. Mày nói mày làm tao nở mũi luôn. Mà tao hỏi mày nè, con gái tao nó tốt như vậy mà nó không biết trân trọng, nó tới đây nó chửi này chửi kia, nó hạ nhục con nhỏ, hỏi mày tức không chứ? Bởi vậy tao từ hôn là đúng rồi. Mà bác, có khi nào trong lúc nóng giận á, mình quyết định như vậy nó không có chính xác không? Nói thiệt là bác cũng lấn cấn chuyện này hởm rài. Bữa hôm bác Rình thấy đó, thằng Khang tới xin lỗi con An, vậy mà con nhỏ nha, đành lòng đuổi thằng đó về. Ủa vậy hả bác? Tao nhìn thấy hai đứa nó, tao cũng thương hết sức. Dạ. Nhưng cũng không biết sao xử đây. Bác nói vậy rồi, vậy bây giờ bác có suy nghĩ là bác rút lại cái lời nói của mình hay không? Thiệt ra, thiệt sự thì bác cũng không biết nữa. Nói thiệt nha, nếu thằng Khang á, nó bằng được một nửa cái suy nghĩ của con thôi, thì hay biết bao nhiêu. Được vậy á, thì cả hai gia đình đâu có rơi vô cái tình cảnh éo le vậy. Ai cũng có mặt tốt mặt xấu mà bác. Con thấy anh Khang thật thà hiền lành, chỉ lại quan trọng là rất là thương An. Bác nói thiệt với con nghe, nó có thương con An bao nhiêu đi nữa mà nó hành xử ngu si, ăn nói hàm hồ như vậy thì bác cũng không thể nào chấp nhận được. Thôi ăn cơm đi, đừng có nhắc tới nó, ăn mất ngon. Dạ. Trời ơi, cái ông này đi sao không ngó gì, đụng đổ đồ người ta hết trơn vậy? Tại cô đụng tôi mà, cô đi cô lỗi vô tôi chứ tôi có đụng đâu. Ông Mập, tôi thấy rõ ràng nha ông Mập. Trời ông ăn ơi, uống cho Mập thay vô rồi ông đưa cái bụng bá cho người ta. Tôi đã có đụng rồi đâu, tao cỏ lỗi vô tôi mà. Vậy còn không biết lụm giùm ta nữa. Cha Mập nè, coi chừng á, đi lấy cái bụng vô không thôi bá vô cái bà người ta mẻ. Cái này của cô nè,
Sao nhìn tôi dữ vậy? Cô làm gì cô đi? Dạ. Hả? Cảm ơn anh. À. Anh ta đúng là mẫu người mình mong muốn, vừa đẹp trai vừa ga lăng. Nghĩ lại mình làm như vậy có đúng hay sai ta? Biết sắp nhỏ thương nhau vậy mà mình từ hôn bắt tụi nó xa nhau thì tội quá. Mà cái thằng cha Năm Tỏn nó cũng cà chớn, lúc mình đương giận thì ăn nói tay quầy vậy đó, chứ vui vui rồi thì mình xìu lẹ lắm. Chỉ cần qua nói mình một tiếng mình rút lại lời nói liền. Mang tiếng là bạn bè chơi thân thiết mấy chục năm trời, tới giờ vẫn không hiểu tánh khí nhau gì hết trơn hết trọi. Bởi vậy mới thấy cái tình bạn từ lâu nó không chắc rồi. Không biết bây giờ cha còn trả đương làm gì, hay mình lặn qua bển coi thử coi sao. Xa em rồi, hoa đã tàn, vị đã phai. Úc An ơi, rồi ông Tía. Nhà cửa sao vắng que vậy trời? Đâu hết rồi? Vợ chồng Phúc đâu? Chị Hai với anh Hai về thăm bác Bảy rồi Tía. Ơi đất ơi, như nhà quan chết chủ nó muốn đi đi vậy, nó không hỏi ý kiến ai, muốn đi là đi vậy hả? Thì ngộ ghê, để cho anh Hai với chị Hai có không gian yên tĩnh đi Tía ơi. Chứ Tía cứ cằn nhằn hoài, chị Hai đang có thai đó Tía. Đó, rồi để không gian thoải mái cho chị Hai sinh con ra thông minh. Chứ ở đây mà nghe Tía chửi hoài á, đẻ ra nó ngu. Ngu như mày hả? Chị... đâu ra mà ở đây mà chửi hoài mà ngu. Chửi là coi như là tập cho nó, sau này nó ra nó mới mốt nó không thua ai á, ai chửi nó chửi lại. Trời trời, tập cho nó chửi từ trong bụng mẹ gì đó hả Tía? Ừ. Thôi được rồi, chuyện nó vợ chồng nó thôi bỏ qua không nói nữa. Giờ lo chuyện của con nè. Chuyện con chuyện gì nữa? Tía với lại bà Táp. Dạ. Kiếm như mày cái mối này, nhỏ này dễ thương lắm. Về dẫn cho con làm quen. Được, dứt luôn, cưới luôn. Không, con nhất định là không. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Con chỉ có thương mình Út An thôi. An, Út An hoài à. Giờ mày thử, bây giờ mày coi con bé này coi sao. Nè, tao nghe đó, tao nhìn rồi, tao nhìn sơ rồi rồi, tao thấy là thấy cũng giỏi giang, thấy không? Thấy cũng lanh khôn và giỏi giang đó. Giỏi cỡ nào nhưng mà trong trái tim con lúc nào cũng có Út An hết trơn á. Út An, Út An, Út An, Út An, Út An. Tao tạt cái ly nước này vô họng mày nha. Út An, Út An, Út An. Mày không có bản lĩnh gì hết. Con phải chứng minh cho mọi người biết, chứng minh cho gia đình bên đó biết, thấy không? Là không phải là gia đình đó chỉ có một con Út An thôi. Mà con bị con phải chết mê chết mệt gì nó. Con cũng là đẹp trai giỏi giang, chứng minh cho biết là mình không phải là cái thứ đồ bỏ, hiểu chưa? Mày làm cho tao vui cái coi. Vì mấy nay Tía buồn lắm hả? Sao buồn? Rồi được rồi, con chiều Tía luôn. Con gặp một lần cho Tía vui thôi, nhưng mà Tía với bác Tám đừng có hy vọng nhiều quá nha. Giọng gì giọng mày phải... Ôi, anh Năm, chào anh Năm. Đấy, đây, đây, đây là anh Khang, con của chú Năm. Còn đây, đây là bé Kiều. Đấy, hai đứa làm quen nhau đi con. Qua đi con, qua đi, qua đi. Dạ, con chào bác Năm. Thì ra là cái đồ cô bị rớt. Không, cái cô bị rớt đồ. Cái cô Tế, đi đâu vậy Tế? Tế với bác Tám đi đâu vậy? Thôi kệ đi anh Khang. Công nhận ha, hôm nay gặp ở đây tình cờ quá. Ôi, nhà cửa của anh cũng rộng rãi thoáng mát ghê ha. Mà có mình anh nè hả? Nhà đơn chiếc quá ha. Vậy mai mốt rảnh á, em ghé chơi với anh cho vui nha. Mai mốt mà em ghé á, em sẽ nhắn trước với anh. Nếu như á, mà anh muốn ăn cái gì á, anh cứ nhắn với em. Ủa, sao nãy giờ anh nín thinh vậy? Không nói gì hết trơn vậy? Giờ cũng trễ quá rồi. Ủa, cái bếp đằng sau đường này phải không anh? Thôi vậy em vô nè. Vậy em vô nấu cơm cái mình ăn chung luôn. Gọi Tía về ăn luôn ha. Để em vô. Cô vô chỗ nấu đi. Ủa mà tự nhiên cái vô chỗ nấu cơm vậy? Cô cái bếp của tôi mà. Cô biết nhà tôi gì vậy? Đi ra. Cái cặp này nó đẹp ghê không? Nó mà ngon. Thành một cái là ngon luôn. Chị thấy tôi không? Nói anh thấy không? Tụi nó có duyên. Làm như cái duyên của tụi nó đậm đà mặn mòi á. Nè anh Năm, dòm hoài. Anh cứ để tụi tự nhiên anh cứ dòm hoài. Gì? Nè, mai mốt mà tụi nó thành rồi đó nghe. Là anh phải thưởng cho tôi một cái đầu heo công tôi làm mai đó nha.
hai ba cái cũng được chứ chỉ một cái. Giữ không? Ừ. Nói là phải giữ lời đó giữ nghe. Giữ lời xong rồi. Rồi sao? Chuyện chị với lại cha sao bảnh sao? Ổn không? Ổn không? Thôi nồi, nhắc tới cha già đó chi bực bội quá đi thôi. Bực gì? Có gì đâu bực. Chả bộ ghẹo chị nữa phải không? Cái chuyện đó tôi dư biết rồi. Chị khỏi lo. Trời ơi, thằng cha này từ xưa tới giờ rồi không bao giờ bỏ được cái tật đó, thấy không? Cái tật đó là coi như là, coi như là, nói chung là không có vừa ý với ai hết ha. Tôi mới là đau nè, chị thấy không? Bây giờ thằng Trả này o bế cái thằng Di Kiều đó đó, thấy không? Trả làm sao Trả gài cho bằng được đó, để nó vô nó lấy con gái của Trả lại lấy con An. Còn thằng con của tôi, thấy không? Chị thấy chưa? Trả hất hủi, thấy không? Trả chửi bới, thấy không? Trả làm khó làm khăn với con nhỏ. Mà tự biết không, con An với thằng Khang là hai đứa nó đã thương nhau từ đó giờ rồi, thấy không? Mà giờ ông đối xử vậy chị coi được không? Anh nói rồi tôi mới nói thiệt, soi ra rồi tôi mới thấy nha. Hồi đó tôi không biết cái gì sao, ánh mắt của tôi nhìn, tôi thấy ổng làm như tôi mê vậy anh. Ổng làm như là mắt tôi lúc đó làm như nó có vấn đề gì đó. Mắt màu bù lệch ăn chứ vấn đề gì? Phải, làm như nó bị bùa mê thuốc lú gì của anh Chả. Giờ tôi nghĩ lại, bây giờ tôi nghĩ lại tôi mới thấy đó. Tôi không hiểu làm sao nghe mà chị thương được anh Chả. Trời đất, cứ nhìn thằng cha này á, thấy không? Xấu, ta xấu từ trên đầu, ta xấu tới cái chân. Nói tôi nổi ốc hết trơn xấu trời. Xấu mà từ trong bộ đầu lòng, ta xấu ngược tới ra ngoài. Nổi da gà lên hết trơn trời. Xấu mà ta nói xấu. Phải rồi, ta xấu từ trong ra ngoài vậy đó. Mà ta đẻ hai đứa con gái đẹp hú hồn nha. Con mày còn phải chết lên chết xuống vì con gái tao đó. Chứ tao mà đẹp toàn diện hả? Xin lỗi mày, trai ở cái làng này chết sắp lớp vì con tao hết nha. Xấu bằng tụi bay không? Hả? Già hết rồi, hai thứ tóc trên đầu hết rồi nha. À, mà chúng chùm vô nói người ta, nói sau lưng người ta, nói không biết nhục hả? Thấy nói thêm á, bà có thứ nào đâu, bà có một thứ tóc mà hai thứ tóc tôi không có đâu. Đó. Mà cứ nói thêm, thêm. Nói thêm. Ngay mặt gì mà còn nói thêm nữa bớt người ta mà thấy không? Phải rồi, ta thích nói thêm lắm. Ta nói thiệt bây, ở trong xóm trong giềng á, hiểu nhau quá mà, hả? Cái tâm không bao giờ thiện hết. Tâm địa độc ác đứng với cội sa la và tâm hồn ma quỷ. Ta nói cho biết nha, từ nay trở đi nha, ta cấm nha, không có được nói xấu đằng sau lưng người ta nha. Muốn nói cái gì là nói trước mặt đó. Nói đằng sau lưng ta một lần nữa, ta cạo đầu ta bôi vôi đó. Thấy chưa, cạo đầu anh đó. Mặc áo đỏ này không cần phải cạo. Trời ơi. Áo cam cạo không? Trời ơi, đứng đây nói xong rồi bỏ đi, làm gì dám đứng lời đây mà chửi lộn với tôi. Thấy không? Nói xong sợ bỏ đi liền, làm sao mà dám được. Chấp luôn đó. Nha. Thỉnh luôn cả dòng họ bà qua đây. Tôi chấp hết nha. Tôi chấp hết, thử coi qua cái miệng tôi không. Cái cội sa la. Với cội sa la. Nín nha. Tía đi đâu về mà sao mặt tía hầm hầm vậy? Qua nhà cha Năm Toản đó. Tự nhiên tía qua nhà cha Năm Toản coi thử tình hình sao. Thì ra là thấy cha Năm Toản với con mẹ Tám Điệu hai đứa súng vô nói xấu tía. Mà tự nhiên đang không, tía qua đó làm chi để rước cái tức vô người? Ta qua ta coi tình hình, coi thử á, nếu mà cha Năm Toản á mà chả biết lỗi biết phải nha, chả xin lỗi tao một tiếng đi. À, thì cái chuyện mày với con chả là không có chuyện gì, đằng này còn cấu kết với con mẹ Tám Điệu. Đây nè, tía nói cho mày nghe, bây giờ mà thằng cha Năm Toản có qua đây mà quỳ lại tía nè, tía cũng không bao giờ tía gả con cho con của thằng chả đâu. Con gái tía đẹp người đẹp nết mà, thiếu cha gì người muốn ưng, cần gì phải lấy con cha Năm Toản. Yên tâm đi, đừng có buồn, tía sẽ tìm cho mày một người đàng hoàng xứng đáng hơn nhiều. Con không cần đâu. Mày nói vậy là sao? Tía nói là tía hứa là có nghe. Mày giỏi nè, mày đẹp nè, cái gì mày cũng giống tía hết.
Chỉ có cái lụy tình là mày không giống tao thôi. Anh tự tin quá anh Sáu ơi. Quá tự tin luôn đó anh Sáu à. Anh nói vậy là làm sao vậy? Anh tự tin là đúng, nhưng mà lần này anh tự tin là quá sớm rồi đó anh Sáu à. Sao bởi sao? Vì tôi thông báo cho anh một tin rất là quan trọng. Vừa rồi đó, làng trai Năm Toản cho mới đưa về cho con trai của con Chả đó một đứa con gái cáo cạnh kè xà bèn luôn đó. Hình như là đã về nhà của con Chả ra mắt cho con Chả coi luôn rồi đó. Cái gì? Dám chơi cái trò đó với tôi hả? Tôi qua nhà Năm Toản. Mày mày khỏi cần đi, khỏi cần đi, đi mệt. Ngồi. Qua coi thử thiệt hư. Khỏi cần, tôi nói anh ngồi xuống đi. Bởi vì cái tin này tôi biết là từ vợ chồng của con Hạnh. Nó nói lại với vợ chồng tôi biết là hoàn toàn chính xác. Mới tức thời đây mà kiếm cho con trai mình một đứa con gái khác rồi. Đúng là cái thứ vô hậu. Sao lúc nào đi với em á, anh cũng ngồi im, cười cười, không nói gì hết trơn vậy? Để em ngồi đây một mình chán muốn chết. Anh nói đi, anh có thích em không? Anh, trong lòng anh nghĩ gì về em? Anh thấy em đẹp. Dễ thương. Dễ mến. Quỷ à. Ít nói mà nói ra câu nào con ấy chết người ta. Ngay từ lần đầu gặp mặt anh á, em đã thích anh rồi. Kiểu như mình có duyên nợ với nhau vậy đó. Xui vậy. Không, hên. 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 Cô. Cái bàn khó ngồi quá, tôi qua đây ngồi cho chắc ăn. Cũng như không. Ở đây còn nước ngọt tưới không? Ủa dạ, anh Sáu ra thăm ruộng hả anh Sáu? Ừ, tôi mới ra thăm miếng ruộng. Nè anh Sáu ơi, tôi nói nghe nè, rốt cuộc là chuyện sao vậy anh Sáu? Sao tôi thấy ông Năm Toản đi tìm cô gái khác cho thằng Khang? Ủa tại sao lại vậy? Mà con An nhà anh như thế nào rồi? Trời ơi, vậy giờ anh tính làm sao? Có gì đâu tính làm sao. Người ta đi kiếm con gái khác cho con người ta thì tôi cũng gả con An cho thằng Việt Kiều vậy thôi. Ủa sao kỳ vậy? Có gì đâu kỳ. Tía. Con An kìa. Kìa. Con nè. Cô An với Bảo Nam nè. Dạ con chào cô chú. Chúc mừng hai đứa nghe. Ủa chúc mừng đẹp gì? Đẹp đồi ghê á. Dạ chúc mừng gì vậy chú? Thì chúc mừng chuyện đám cưới của hai đứa đó, chứ còn gì nữa. Ủa tụi con đám cưới hồi nào? Ai nói cho chú nghe vậy? Thì mai mốt á, có đi nước ngoài á, nhớ về thăm quê nhà nghe không? Ủa ai nói là con sẽ cưới chồng? Ủa vậy chứ làm sao? Tía, sao tự nhiên tía lại nói cái chuyện không đúng sự thật như vậy? Tía nói như vậy chẳng khác nào là con tham phú phụ bần hết á. Tham phú phụ bần cái cù loi. Tao gả mày đi nước ngoài cho nó sướng cái thân, không có làm xui với anh cha Năm Toản nữa. Tía thích thì tía cứ cưới đi. Còn có cưới đâu. Không. Vậy là sao? Sao? Vậy là cưới hay không cưới? Tôi cũng biết nữa. Thôi làm tiếp đi. Thôi đi. Ta. An à, An à, nè. Anh. Tía làm cái gì vậy không biết nữa. Nhiều khi bà Sáu vui miệng nói chứ đâu có ý gì đâu em. Chuyện đó mà vui miệng được hả anh? Cái gì đâu mà bay rần rần vậy? Bay làm cái gì mà dữ vậy? Cho tía xin lỗi đi, tía lỡ lời mà. Con thiệt là hết nói nổi tía luôn á. Nè anh. Vậy con cũng đi vô luôn. Sao kỳ vậy má? Má nói với con là quán đóng cửa vô thời hạn mà có 2 ngày má mở lại rồi. Thì má tính nghỉ 1-2 ngày. Chứ nghỉ hoài như vậy rồi không có thu nhập, rồi làm sao lấy tiền đâu bù vô số tiền đầu tư con. Ê, má, quán con mở cửa. Tới, nè. tới rồi má. Vô, tụi bay. Rồi, vô. Lên, mở lên. Chủ. Ê, bà chủ. Ngồi đi. Ngồi. Ba. Ba để con. Ba để con má. Nhớ tôi bà chủ. Xin lỗi các anh. Các anh tìm quán khác uống giùm nha. Quán hôm nay ngưng hoạt động rồi, tổng vệ sinh á. Cái gì?
Mày nói cái gì? Sao bạn? Nói lại đi. Nói gì? Tại tao không nghe rõ. Sao vậy, có bán không? Mày muốn quán mày bán hay là nghỉ? Sao bán không? Có bán không? Bán. Mấy anh ngồi, mấy anh ngồi đi. Rồi má em làm nước cho. Mấy anh ngồi thông thả. Nói gì còn nghe được. Nói làm gì? Dạ làm đi. Làm đi. Đi đi. Tôi phá quán bây giờ. Mà đừng thì mắc canh nha. Để con còn bảo vệ mà. Bảo vệ má. Ừ, má đứng đó đi. Nhanh nha con. Uống cà phê, uống cà phê cho dễ làm nha. Dạ lên. Ừ, dạ dạ. An ơi, em. Dạ. Nghỉ tay uống miếng nước nè. Uống nước đá cho mát nha. Dạ, cảm ơn anh. Em phơi từ sáng giờ đó hả? Dạ. Tính ra cũng cực quá ha. Coi bộ sắp khô rồi nè. Dạ đúng rồi anh. Ê. Nè. Hả? Hình như tóc em dính gì kìa. Không sao đâu. Nhìn kỳ quá hả? Hết chưa anh? Đổ mồ hôi quá trời kìa. Thôi để anh quạt cho em nha. Anh quạt cho em còn thấy nóng hơn nữa. Trời đang nắng mà. Thôi em phơi tiếp đi nha. Bây giờ anh vô nấu cơm đi. Anh cất giùm em. Em làm tiếp đây. Dạ. Mày đúng là quan gia ngõ hẹp không? Ngõ hẹp quá hả? Ủa, ngõ hẹp quá sao không đi qua Mỹ ở đi? Bên đó đường rộng lắm, ngõ rộng lắm. Mê quá mà, mê Việt Kiều mà. Ham quá, tham nữa. Rồi dung dáng cho đã rồi mà sao giờ còn ở đây? Trời, nói tao cho mày tốt à. Tao tốt sao không? Tốt xấu là sao? Chưa gì hết, cái mày đi đây lo mày thì tìm mối khác cho con mày rồi. Không lẽ mày con tao để mày nó chờ mày hả? Đừng có hồng. Thôi mày ơi, đừng là bộ làm tịch nữa. Tao biết mày kiếm chuyện nè, thấy không? Để mày danh chánh ngôn thuận mày từ chối mày thằng con tao. Để mày đi mày gả con mày cho Việt Kiều. Mày ham giàu, mày ham đi Mỹ, đúng không? Xin lỗi mày á, con tao nó đẹp lòng lòng kìa. Thiếu cha gì mối là tao đâu có cần làm cái trò đó đâu mày. Người ta tự tới người ta lựa, chứ đừng có nói ở đó mình đi tao đi lựa. Không, con đồ mày tao lao. Con mày làm như heo lựa. Heo con, heo giống nữa lựa. Thế này mày không nghe hả? Heo lựa nái mua gái lựa dòng đó, cái dòng tao tốt cho nên người ta mới lựa. Nha, thôi bỏ đi. Đồ có thứ gì đâu không ưa mà gặp mía mi đâu đó. Đi học nè, đi học làm gì kiều hen. Thiệt tình bây giờ con với má con hết cách rồi tía ơi. Tía coi suy nghĩ giúp con đi tía. Tao không có giúp. Chừng nào má mày qua đây mở miệng nhờ tao thì tao qua. Còn không thì thôi, không bao giờ tao qua. Tao đã cảnh báo bà lâu rồi mà. Bà không chịu nghe tao, bây giờ ráng chịu. Sao con? Thằng Chả không, tía vợ bay có chịu giúp không? Tía vợ con nói muốn nhờ giả giúp đỡ gì thì qua nói chuyện với tía vợ con. Chả nói thiệt vậy đó hả? Ừ, phần của con là xong rồi đó. Bây giờ là phần của má. Thành bại hay không là nhờ vào má hết. Cố lên má. Anh Sáu ơi, anh Sáu à, anh Sáu, anh Sáu. Cái gì vậy trời? Dạ anh Sáu. Trời đất ơi, cô Tám hả? Dạ. Bởi không bao giờ kìm tới nhịp thứ tư. Ba nhịp thôi là trở lại người cũ. Dạ, tại gọi hoài không thấy anh xuất hiện. Cô ngồi chơi, ủa sao bữa nay rồng tới nhà tôm vậy? Dạ thưa anh Sáu. Dạ chẳng qua là hôm nay qua đây muốn nhờ anh Sáu giúp một chút chuyện. Trời, đi nhờ công chuyện mà nhờ tôi có tài cán gì nhờ. Tôi không có mận được gì đâu nhờ. Thôi mà anh Sáu. Anh Sáu ơi, trước kia tôi biết tôi đã từng làm cho anh khó chịu. Anh Sáu ơi, đó là lỗi của tôi. Anh hãy rộng lượng mà tha thứ lỗi cho tôi nghe anh Sĩ. Anh Sĩ. Thôi được rồi. Có chuyện gì chị xui nói đi rồi tôi phụ được gì tôi phụ.
Dạ. Thằng Lộc nó cũng qua đây đó anh Sáu. Nó cũng nói là cái quán tôi dạo này đó anh Sáu, có những nhóm thanh niên lạ đó anh Sáu. Nó tới rồi nó uống nước rồi nó cho dai tiền nóng đó anh Sáu. Tôi cũng có nghe. Dạ. Nhờ anh Sáu giúp giùm đuổi tụi nó đi nghe anh Sáu. Tôi nghĩ về cô Tám. Sao anh Sáu? Tôi không có tài cán gì đặng đuổi tụi nó đi đâu. Nhưng mà theo tôi nghĩ đó, cô là cái người có thể đuổi tụi nó đi được. Mà không cần một chút xíu sức lực nào, không cần một chút xíu đụng chạm gì hết. Không có được đâu. Nói thiệt, cô cứ nói chuyện y như vậy nha. Bắt đầu ha, cô dẹo về, bắt đầu nó chảy nước là nó trôi hết cái đám đó ra ngoài. Thôi mà anh Sáu, nhờ anh giúp một lần mà anh Sáu. Anh coi như là anh giúp lần này đi anh Sáu. Thôi được rồi, để tôi tìm cách tôi coi thử làm sao. Tôi biết anh có cách mà. Anh có cách giúp ha anh Sáu ha. Thì thôi, tôi hứa với cô đó, có gì để tôi giúp. Vậy hả anh Sáu? Vậy thôi, cảm ơn anh Sáu nha. Dạ tôi về nghe anh Sáu. Dạ, dạ. Thưa anh Sáu em về. Đúng, cha mẹ đặt tên ám luôn tới giờ. Điệu quá trời điệu. Sao, có giấy tờ đầy đủ không? Dạ có anh. Không cần nhiều đâu, giấy chứng minh là được rồi. Rồi để đây. Nè anh. Để tao chụp lại. Nè anh. Rồi, con mày nè. Đại ca, không ăn. Đúng rồi, đứng lại. Không ăn, chạy chạy. Đứng lại. Ê, bên kia đứng lại. Ê, đứng lại. Mẹ Tấm Điệu này ghê thiệt. Âm thầm kêu công an đến, bà không nói gì cho mình biết hết trơn. Con là nhân viên của quán này đúng không? Dạ. Cô vô mời bà Tám lên đây giùm tôi cái. Dạ. Dạ, nó chạy nhanh quá anh ơi, tắt hết rồi. Chị Tám à. Dạ. Trong thời gian gần đây, trong xã mình xuất hiện một nhóm thanh niên không rõ lai lịch. Và cái nhóm thanh niên này thường xuyên tụ tập trong quán của chị. Và có những biểu hiện á khá là nghi ngờ. Thậm chí á còn lôi kéo những thanh niên trong xã mình. Lẽ ra chị thấy như vậy á, thấy người lạ xuất hiện trong xã, chị phải báo cho tụi tôi biết, để tụi tôi biết mà tụi tôi làm việc chứ. Đằng này á, chị vô trách nhiệm để người dân báo cho tụi tôi. Bây giờ á, tôi mời chị lên đây. Chị khai ra rõ ràng cái nhóm thanh niên này á, họ có tất cả là bao nhiêu người, và họ đã đến quán của chị á thường là vào thời điểm nào, và những ngày giờ. Chị ghi rõ ràng cụ thể vào đây để tôi tiện làm việc. Ý dạ, sao vẫn nhờ có chút chuyện rồi còn chị Tám, có chuyện gì vậy? Dạ. Chị nhả xin gom đừng có nhai nữa. Chị giết chùm tôi đi, sắp hết giờ làm việc rồi. Dạ tôi đâu có nhai. Tôi về tới nhà rồi, tôi gặp ông rồi, ông có biết tay tôi nghe sao bảnh ơi. Tôi không tha ông đâu, nghe sao bảnh ơi là sao bảnh. Đó, biết tên giờ trời biết. Sao bà Tám báo công an đến mà em không báo cho anh biết hả? Trời ơi, em đâu có biết đâu. Chính em còn bất ngờ đây nè. Thường chuyện gì bà Tám cũng kể cho em nghe hết mà. Hay là bà đã nghi ngờ em rồi?
Chắc không hẳn đâu. Hình như trong chuyện này có anh cha Sáu Bảnh nhúng tay vô á. Chính chả là người kêu công an tới. Cũng may lần này chạy thoát, nếu không thì tiêu rồi. Em phải theo dõi chặt chẽ, có tin gì á nhớ báo cho anh biết. Mọi người ơi. Dạ. An xin thông báo với mọi người một tin rất là vui. Tin vui đó là có một doanh nhân người Việt sống ở Mỹ đã đồng ý ký hợp đồng với xưởng của chúng ta đó. Đây là đơn hàng đầu tiên của chúng ta được xuất đi nước ngoài, cho nên là mọi người hãy làm thật là tốt và cẩn thận nha. Dạ. Được rồi, mọi người làm việc tiếp đi. Dạ. Trời ơi, mừng quá. Cả xóm này cuối cùng có chuyện gì cũng nhờ tới Sao Bảnh này. Công nhận mình cũng hay thiệt chứ. Đây rồi, giải quyết xong cái chuyện bên quán và tâm điệu nè ngang, là bây giờ là bà ăn ngon ngủ yên rồi. Bà tâm điệu, bà sẽ mang ơn tôi suốt đời vì cái chuyện này. Sao Bảnh, ông chơi tôi đó phải không? Cái gì, bà làm gì bà la bài hải vậy? Ông chơi tôi phải không? Ha, tôi làm gì tôi chơi bà? Tôi nhờ ông giúp tôi đuổi cái đám ôn đó giùm ha. Ông không giúp thì thôi ông kêu công an lại. Để mà cho tôi bị liên lụy như vậy hả? Ông chơi tôi đó phải không? Tôi biết mà. Ông ghét tôi ha? Ông thù oán tôi. Sẵn cái dịp này ông chơi khăm tôi đó phải không Sao Bảnh? Nè Tám Điều, đừng có chi bụng ta ra bụng người nha. Sao chi? Tôi đã giúp đỡ bà như vậy, bây giờ tôi còn làm ơn mắc quán nữa hả? Thiếu gì cách, tại sao ông không giúp hả? Kêu công an lại chi cho tôi bị liên lụy. Rồi công an mới nói rằng là tụi nó tới rất nhiều lần nhưng mà tôi không có chịu báo cho công an, nên tôi mới bị chỉ trích như vậy đó. Cái lý do đó là do bà chứ không phải là do tôi. Trời ơi, ăn ở gần nhau mấy chục năm trời rồi, tôi vẫn còn lầm, tôi lầm ông đó Sáu Bảnh ơi. Tôi không ngờ con người của ông khẩu Phật mà tâm xà. Biến, bước ra khỏi nhà liền. Nghe, đứng đây nói bậy hàng xóm mất công người ta nổi điên lên đó. Nghe, tôi ăn với bà, tôi ở với bà hồi nào hả? Bà đi ra không, tôi tạt nước bây giờ đó. Đồ da da mắc dịch, đồ xui da mắc gió. Biến thì biến chứ. Đúng rồi, non sông dễ đổi bản tính khó dời. Được, tôi mà không trả thù bà nha, tôi không phải là Sáu Bảnh. Tám Điệu, chờ đi. Trời đất ơi, sao quan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp cái cặp này hết. Mà công nhận nó đẹp đôi thiệt á. Bên này ha, vừa Việt Kiều này, vừa có tiền đẹp trai nữa. Còn bên đó thì cũng đẹp gái, cũng được. Nhưng mà sao nhìn bề ngoài thấy cũng ổn lắm mà sao bên trong chứa đầy những cái gì tầm bậy bạ. Cái gì ta, đặng cá quăng nôm, đặng chim bẻ ná, có trăng quên đèn gì ta. Cái gì nữa, tham phú phụ bần vậy ta. Dạ. Cô chào bác Năm. Cô chào bác Năm. Con thưa tía, con mới về. Bác Sáu. Ê. Dạ. Ủa, công chuyện ở xưởng có chuyện gì hay sao mà cái mặt nó quạo đeo vậy? Dạ, công việc ở xưởng vẫn bình thường, mà đi trên đường gặp bác Năm. Cái gì? Gặp thằng cha Năm? Chắc là thằng cha Năm nói xiên nói sỏi gì nó cho nên nó buồn đó không? Dạ đúng rồi. Nói cái gì tham phú phụ bần, nói những điều khó nghe lắm. Thằng chả dám chửi con ta tham phú phụ bần. Dạ. Thằng này tới số rồi. Bác nói cho mày nghe nha, chính thằng chả mới là cái người mà thay lòng đổi dạ nha. Chưa dễ ra đi kiếm đứa khác để làm mai cho con chả. Bây giờ đổ thừa cho con tao là tham phú phụ bần. Tao đi qua tìm thằng cha Năm tính sổ thằng cha. Bà Sáu à? Anh, tía em đi đâu vậy? Đồ qua tính sổ bác Năm kìa. Trời ơi, sao anh không cản tía lại? Sao anh cản được? Anh cản không kịp. Tía, tía em nóng tính lắm. Nè, anh à, chờ anh với. Anh tỏ đâu? Mày ngon, mày ra đây. Mày ra đây, ra đây nói chuyện tao. Tự nhiên qua nhà la ông sụp ra rộng. Nè, tao nói cho mày biết nha, mày đừng lúc nào cái miệng mày cũng ống lên. Mày nói con tao á là tham phú phụ bần ha? Nó lấy người này người kia. Mày chưa nói tới mày hả? Tại sao mày á, bữa trước á là mày kêu á là con mày á bỏ con tao đi hả? Bữa sau mày kiếm đứa khác mày làm mai cho con mày
À, sao mày không nói, mày đi nói tao? Trời ơi, rõ ràng là con của mày đi với lại thằng đó thì người ta thấy không phải riêng tao. Cả ấp cả xã này bây giờ ta đồn lên rồi, ta nói là gia đình của thằng cha Sáu Bảnh á là tham phú phụ bần. Đây nè, mày nhắc lại câu này nữa tao mới ứa gan đó nha. Mày ứa gan mày làm gì tao? Mày muốn sao? Bây giờ mày muốn sao? Bây giờ tao mày chơi luôn nè. Hôm nay phải nói cho rõ trắng đen rõ ràng nè. Bây giờ mày muốn gì? Trắng là trắng, đen là đen nè. Ờ, bây giờ trắng rõ ràng. Mày đừng có cản tao. Bà Sáu đi tiếng. Thôi nè, rõ ràng rần rần nè, thấy chưa? Nè, thấy chưa? Hẹn hai đứa nè. Ở đâu có sẵn ra đây là một cặp nè. Mày cáp cho nó. Thấy không? Mày cáp sẵn rồi. Bởi cho nên mày coi con tao không ra vậy, mày hất con tao ra để mày lôi thằng này vô để cưới con mày mà. Ê, ôi mày nói nữa tao hốt mày đó nghe. Mày hốt mày ngon mày hốt. Trời ơi. Thôi bỏ đi tía. Hàng xóm nói gì người ta cười chết đó tía. Còn im đi. Mày để hôm nay tao nói rõ ràng trắng đen với anh cha mày. Bây giờ tía muốn chơi đúng không? Trời, hôm nay chơi một bữa. Tía muốn chơi đúng không? Đúng. Được rồi. Con là con trai của tía mà. Đi đi vô đi. Bữa nay con sẽ thay thế tía. Đó. Này tao mới thấy mày ngon đó. Đi đi vô đi. Trời đi con. Bác Sáu. Gì vậy? Anh muốn gì? Tôi xin lỗi bác Sáu. Con không nói vậy thì tía con không vô đâu bác Sáu. Tao biết mà. Mày hiền như cục bột. Sức mấy mày quánh ai? Dạ. Thiệt tình á, em tưởng anh mày như vậy á là em hết biết luôn á. Không có đâu. Nhiều khi á, cây đắng mà sinh trái ngọt cũng có. Dạ. Con cái nó biết điều gì chứ. Có thằng cha nó không biết lai ở đâu. Con đi về. Chào anh. Em về nha. Đâu rồi? Hả? Tía, đâu rồi? Hả? Đi về rồi, bác Sáu đi về rồi tía ơi. Ở tù chết tía ơi. Cái gì? Ở tù chết. Ở tù cái gì? Ở tù? Thì tía lấy dao đi chặt bác Sáu. Nên tía mới hỏi ở đâu. Tao hỏi đâu là mày để cái quài dừa ở đâu? Tao chặt dừa rồi, tao chặt ái. Trời ơi. Mày tập bá mà chặt cũng ngu, nó cầm dao chặt đá mà sao chặt dừa đột khùng nghe. Tía. Tía uống miếng nước trà đi tía. Thôi khỏi. À con ở nhà nghe. Ở nhà tía qua bên cồn tía hát karaoke. Tao đang ngứa cổ quá. Ủa tía, con đang ở gần tía lắm mà tía nói gì làm như con ở xa dữ lắm vậy? Nói cho nó mở giọng. Nói cho mở giọng hát karaoke cho nó hay. Dạ tía. Tía qua cồn nghe. Dạ. Chiều tía mới về ăn cơm luôn đi. Ủa đi đâu mà dữ vậy tía? Tao qua bên cồn. Ờ dạ. Karaoke. Dạ. Chiều mới về. Gì vậy? Tía bị gì vậy trời? Tía qua bên cồn rồi. Ôi, đó. Trời, cái gì vậy? Anh nè. À. Anh làm gì vậy? Anh Khang hết hồn mà. Tía qua bên cồn rồi phải không? Hả? Nè. Tía mới đi ra khỏi nhà, tía mà quay lại thấy là có chuyện lớn đó. Anh không sợ tía phan hả? Tía đi qua bên cồn chiều mới về, anh nghe rõ ràng mà. Hay quá hả? Không sao đâu. Anh đi về với cô Kiều của anh đi. Qua đây làm gì? Thôi, chuyện đó đừng có giận anh nữa. Anh đâu có thích cô Kiều đó đâu. À, nói thiệt nha, cô Kiều rửa mặt toàn quay à, nhìn giống trái dưa hấu à. Em có mặt toàn quay mà nhìn thì giống trái dưa gan. Anh thích trái dưa gan hơn. Không thích. Nói không thích cô Kiều mà suốt ngày đi chơi với người ta. Có nói đâu. Cũng vậy thôi à. Không. Anh cũng muốn như vậy mà. Hiểu lầm anh nữa rồi, tí anh ép. Tí anh ổng khó tính, ổng cố chấp lắm. Em biết tính của tí anh mà, đúng không? Ủa anh không thích rồi tí ép, anh cũng im luôn, anh cũng nghe theo tía. Vậy thì cũng như nhau thôi. Thôi anh đi về đi. Thôi cho anh một cơ hội nữa đi. Anh hứa là anh không có tái phạm nữa đâu. Nghe. À. Tái phạm cái gì? Anh thề với em, anh sẽ không có, anh sẽ không có vậy nữa đâu. Từ hồi quen người ta, thề mấy lần rồi có nhớ không? 8 lần. Đó, rồi có lần nào mà làm được đâu. Nhưng mà lần anh này anh nói là người dễ thề mà cũng dễ quên lắm. Lần này em không có tin anh nữa đâu. Lần này khác á. Lần này anh thề độc á. Anh thề độc luôn. Anh mà có phạm sai lầm nữa cho anh ngủ không được đi. Nha. Độc lắm. Vậy mà độc quá hả? Anh biết lỗi của anh rồi, anh sai rồi. Anh tự đánh vô người của anh nè. Ui da. Bể ngực. Đau quá. Anh tự giả anh nè.
Ui da, anh biết anh trẻ đâu nè. Ây da, anh sai rồi. Ây da, đau quá. Bởi hết à. Có âm khí à? Sao nội công anh thâm hậu vậy? Hả? Sao em đang đứng bình thường mà có thể điều khiển một chiếc dép bay giọt qua người anh vậy? Trời ơi, dép gì mà sao mà không mang dép của phụ nữ mà mang dép của đàn ông vậy? Dép là dép ông già nè, ông già nào có dép xẹp lép vậy? Vậy là sống tiết kiệm lắm nè, hả? Không dám ăn, không dám mặc gì hết trơn nè. Bảo để em những cái người mà sống mà keo kiệt vậy á, cuối đời không còn gì hết. Thiệt, dép gì mà thấy ghê quá, nhìn đôi dép em muốn dằn vặt bản thân anh nữa nè. Anh sẽ đó. Ấy, được một đôi luôn nè. Ai tặng vậy ta? Đem về cho cha mày đi. Dạ, thưa bác, con trả qua đây làm gì? Dạ, thưa bác, con qua đây con gặp á. Sao bác nói bác đi karaoke bên còn tới chiều mới về mà? Sao bác chơi về lẹ vậy? Tao thích chơi vậy được không? Bác chơi vậy ai chơi lại? Cha mày còn chưa chơi lại tao mà mày ăn thua gì? Dạ. Tao thấy mày lấp ló ngoài kia rồi. Dạ. Mày đừng có qua mặt tao. Bây giờ mày qua đây làm gì? Dạ. Mày qua mày muốn dụ dỗ con gái tao nữa hả? Dạ dạ. Hả? Dạ dạ, con xin lỗi bác. Dạ dạ, bây giờ cho con về trong an toàn nha bác. Con xin phép bác con về. Dạ. Mày đi không? Dạ. Mày đi không? Tía, nó lấy đồ dép tao nữa kìa. Con quên. Trả em bắt nè. Ây da. Con lỡ tay. Mày nhớ nha. Con lỡ tay. Nó phan tía. Mày phan tao nha. Tao giết mày chết. Tía ơi tía. Trời ơi, tía phan ảnh như vậy lỡ có chuyện gì xảy ra rồi làm sao? Lỡ có chuyện gì hả? Tao nói thiệt với mày nha. Tao là còn hiền lành á. Chứ tao mà ác à, củi đằng sau nghe, tao phang một cây vô đầu nữa cho nó quên mày luôn đi. Tía cấm nha, từ nay trở đi mày không được gặp thằng Khang nữa. Nhưng mà lỡ con vô tình con gặp thì sao? Vô tình á, nhìn thấy một cái né chỗ khác liền. Con biết rồi. Nín. Nè, mời vô ông. Ui da. Dạ. Sao mà ngồi xa quá vậy? Thì ông nghĩ đi, không lẽ mình nhậu mình ngồi là cái giường rau của tôi coi sao được. Hết chỗ nhậu rồi hả? Trời ơi, ngày xưa cái chỗ này nó xanh mát lắm mà, sao để nó khô héo rồi mới kêu ra đây nhậu vậy? Do thời tiết thôi, mình mới theo thời tiết. Hết mùa rồi nó phải héo thôi. Với lại tôi muốn ông ra đây nhậu với tôi để mình hòa hợp với thiên nhiên. Hòa rồi đó mà không biết hợp không? Rồi uống xong rồi ăn gì? Thì ăn này nè. Xa quá sao với tới? Thôi đi tôi ăn rau luôn cho rồi. Thôi, rau đang trồng chưa có chín chưa có luộc gì hết, ăn đâu bụng chết à. Nè, đây nè, mỗi lần ăn thì ông nói ăn nha, ăn nha. Đó, ăn nha. Ăn qua. Ờ, vậy luôn á hả? Ừ. Ăn nhậu sao khó khăn quá. Thấy chủ nhà hơi khó hơn là khách rồi đó. Thôi vô. Vô cái đi. Vô từ xa đi thôi mệt quá. Bộ có chuyện gì nghiêm trọng lắm hay sao mà nhìn mặt chú thấy thiểu não bi quan quá vậy? Thì còn cái chuyện gì ngoài chuyện giữa em với Út An? Rồi chuyện tình cảm biết luôn. Thôi bình tĩnh đi. Quăng cái chung qua đây tôi rót cho. Quăng qua. Ừ. Cái chuyện đâu á còn có đó. Tôi chưa kể gì hết mà ông nói chuyện đâu còn có đó. Từ từ để người ta kể hết đã. Ừ. Tôi qua nhà bác Sáu. Ông đuổi tôi ra ngoài. Không biết sao nữa. Mà đã xin lỗi rồi. Ừ. Mà cứ đứng trước cửa nhà xin lỗi mà không dám vô nhà nữa. Ừ. Mà cũng rượt tôi chạy sắp bạc luôn. Thôi chuyện đâu còn có đó. Tôi chưa nói hết nữa mà. Từ từ nói hết đã. Tâm sự mà ông cho nói nhiều. Bác Sáu ông cũng hay thiệt. Không biết ông có tai mắt hay giác quan thứ 6, thứ 7, thứ 8 dương nhật vậy trong nhà. Mỗi lần tôi làm cái gì ông cũng biết hết. Ông đi đâu cái mỗi lần đến tôi hé ra cái là ông biết, ông quay về liền à. Tôi làm như ở trong nhà đặt cái máy nghe lén hay là
có camera gì không, đâu. Không, không, ở trong nhà ổng không có đặt cái camera hay đặt cái máy nghe lén gì hết trơn á, mà tôi nói thiệt nha. Tía tôi không phải là người thường đâu. Cái kiểu mà kiếm hiệp á, người ta gọi là lý mặt sầu á. Trời, ổng dữ lắm, cái gì ổng cũng biết hết á. Thiên, địa, đất, trời, cái gì ổng cũng biết hết á. Nhất là mấy cái thằng hay chiếu tia con gái của ổng á nha, là ổng nhắm vô một cái là ổng trúng phốc liền. Trời, sao ông nói hay quá vậy? Sao cái miệng ông nói xấu tới vợ mình sao mà ngọt quá vậy? Tôi nói sau lưng tôi nói dạng miệng lắm. Vậy hả? Ừ. Nè, vô cái đi. Biết sao mà tôi nói vậy không? Sao? Ngày xưa nè, tôi cua Xuân. Trời ơi, lên bờ xuống ruộng chứ đâu phải là chuyện tầm thường đâu. Đâu phải dễ dàng tới được với Xuân. Trời ơi, chạy trật lắm luôn á. Là ông cũng chạy gì chút chạy gì lắm hả? Trời ơi, tôi nói cỡ chú á, là không có si nhê gì với tôi hết á. Tôi nói thiệt á. Nhưng mà anh á, anh còn tới được. Còn tôi á, anh thấy đi, tắt đường luôn. Thôi, đừng có bi quan quá. Ê, mà tôi nói nghe, còn cái chuyện giữa chú với Kiều á nha. Hả? Cái chuyện đó đó. Kiều hả? Ừ. Thôi tôi, người ta đồn thôi chứ tôi có thích Kiều đâu. Kiều cái mặt tròn quay giống như trái dưa hấu, tôi không có thích. Chứ có An mặt cũng tròn vậy. An tròn giống như trái dưa gan tôi mới thích. Nhưng mà người ta đồn rần lên kìa, nói chú bắt cá hai tay. Tôi nói thiệt nha, cái chuyện mà bắt cá hai tay là tôi kịch liệt phản đối á nha. Không có vừa yêu cô này mà vừa yêu cô kia được nha. Nhất là với Út An. Dù với Út An cũng là em của Xuân, tôi có Út An như là em gái ruột của tôi vậy đó. Anh đừng có nói vậy. Đó là tía tôi thích chứ phải tôi thích đâu. Vậy sao không kêu tía chú xuống cưới cô đi? Kêu qua ông không chịu. Tôi nói thiệt nha, tôi thấy chú làm vậy là không có đúng á, trăm vạn lần sai luôn á. Chú đã không thích thì thôi, đừng có đồng ý đi coi mắt người ta. Cho bây giờ á, lỡ xảy ra cớ sự vậy á, rồi sao? Tại em ghét ông Bảo Nam. Ông nó cứ kè hoài. Ghét, nên em làm vậy cho bỏ ghét. Tức mà ai ngờ đâu làm cái ăn giận thiệt luôn. Ông ngó ngàng vậy luôn. Đó, chính là cái chỗ đó. Tính Út An đàn ông gì lắm, đừng có ghẹo nó. Chú á, đi hết sai lầm này đến sai lầm khác, làm sao mà gỡ được. Cái vấn đề này á, là tôi nói thiệt, thấy hơi khó đó. Chỉ như vậy mới nhờ anh. Út An với chị Xuân thương nhau lắm, nên anh nói với chị Xuân á, ráng thủ thỉ thỏ thẻ bên tai của Út An để cho tụi em làm lành với nhau. Còn thôi được em rồi lắm. Bây giờ bình tĩnh đi, yên tâm đi, để tôi tìm cách nói chuyện với Xuân. Còn mà nói chuyện với Xuân không được á thì bắt đầu tôi nói chuyện với Trùm Cuối. Trùm Cuối là ai vậy? Sao bảnh? Nói chuyện với tía tôi là xong liền à. Một là được, hai là đi luôn. Hả? Mà tôi thấy cơ hội đi luôn là chiếm 99.9% rồi đó. Nhờ anh cũng như không mà. 0.1% cũng hy vọng. Thiệt tình là chị chán quá Út ơi. Ở nhà chồng chị đó, chị lủi thủi có một mình à. Đi qua đi lại không biết làm gì hết. Đã không có thuận thảo với má chồng rồi mà suốt ngày đi ra đi vô đụng mặt hoài à. Đã vậy chồng chị còn không hiểu nữa. Cứ suốt ngày hai người cứ thay phiên nhau. Người thì muốn chị như vậy, người thì muốn chị như người kia. Chịu không nổi luôn thiệt á. Thiệt luôn, em cũng không biết sao nữa. À, hay là mỗi ngày hai lén về đây làm gì? Xong rồi hai đi lên xưởng làm với em. Có người này người kia nói chuyện. Với lại quan trọng nhất á, hai có thêm thu nhập. Hai có đồng ra đồng vô, chắc chắn là má chồng sẽ nhìn hai khác đi. Có được không? Chị sợ. Nhưng mà vậy gì? Tía. Ủa tía? Con An nó nói đúng đó. Bay phải làm việc đi. Chứ không á, bà coi khinh bay á, là tại vì bà tưởng bay á, là ăn bám vô chồng. Cho nên á, là con phải tự lo cho bản thân mình. Dạ đúng rồi. Nhưng mà... Nhưng nhị cái gì? Phụ nữ bây giờ á là phải tự làm. Đặng chi? Đặng á, cái thứ nhất mình có công ăn chuyện bằng hang, mình không phụ thuộc vô cái chuyện kinh tế của gia đình chồng. Hả? Khi mà con làm con có tiền rồi đó, con cứ lên mặt với bà đi, cho bà biết tay. Ta thích vậy. Đó, hai thấy chưa? Tía với em á là đồng chung ý kiến rồi. Chỉ còn hai thôi đó. Thôi được rồi, kỳ này về á, hai sẽ suy nghĩ coi làm sao. Ôi, tôi chết rồi. Hả? Trời, cái gì vậy hai? Chết rồi, chết cha rồi. Chuyện gì? Tao còn ngồi đây mà chết cha mày gì?
phải, không phải là con nói tía chết. Mà chết rồi tía ơi. Bây giờ tới giờ cơm nước cho má chồng con rồi. Không có được đâu, không có được ngồi đây nhiều chuyện đâu. Con về nhà tía, hay về nhà Út. Trời, đi từ từ thôi, té bây giờ. Con gái ta tao cưng như vàng như ngọc, vậy mà giờ về đó mà phải phục vụ bả mà bả còn chưa vừa lòng. Bộ lấy chồng là khổ vậy luôn hả tía? Con có nên suy nghĩ lại không? Mày cũng suy nghĩ quá vậy. Hên xui. Con này nó xui, nó rớt vô nhà con mẹ tám điệu đó. Bộ ăn không được hả? Hết tay hết chân rồi hả? Phải chờ con ta về cho dọn cho ăn. Chứ mà gì tới giờ cúng cơm con mẹ đó đó. Hả? Trời tía, bác Tám vẫn còn sống mà. Tía nói gì ghê vậy tía? Không còn từ ngữ nào. Ứa máu. Trời ơi, đi nắng mồ hôi mồ kê đổ dữ vậy. Trời ơi, có chuyện gì mà sao bữa nay anh nịnh em dữ vậy? Nịnh gì đâu, thì thấy trời trưa nắng, rồi thấy em mồ hôi mồ kê đổ quá, uống nước cam cho nó mát. Ờ, cục cưng, còn nhiêu tiền, có tiền cho anh mượn vài triệu đi. Đó, thấy chưa, em biết ngay mà, anh đâu có bao giờ tốt lành gì với em đâu. Sao em nói vậy? Tiện đâu mà em đưa cho anh mượn nữa. Trời ơi, bây giờ đang kẹt cấp bách quá, em còn nhiêu đưa cho anh mượn đỡ đi. Hay là em kiếm chỗ nào mượn giùm cho anh 50 triệu gì đi. Trời ơi, bây giờ em biết vay mượn của ai được nữa. Cái hồi mà ở cùng anh á, tháng nào em cũng nhờ má em vay mượn hết người này đến người kia. Bây giờ còn chỗ nào nữa đâu mà vay. Không ấy giờ em thử kiếm bà Tám Điệu mượn giùm anh đi. Trời, anh nghĩ sao vậy? Nếu mà em hỏi vay bả thì bả hỏi em vay làm gì, rồi em trả lời làm sao? Với lại hơn nữa là mình đang muốn câu con cá lớn mà, mình đâu có để cái chuyện nhỏ này mà làm ảnh hưởng được. Vay vài triệu á thì được rồi đó, nhưng mà sau này á bả không tin, bả không trọng mình nữa thì có phải là hỏng việc lớn không? Mà cách đây hai hôm á, em nhớ là anh còn rất là nhiều tiền mà, sao giờ tự nhiên anh hết trơn là sao? Mấy bữa nay đen quá, đụng đâu thua đó. Ủa, mà chẳng phải anh đang làm ăn với tụi cho gia tiền nóng hay sao? Sao mà anh không đi theo tụi nó để kiếm tiền hàng ngày? Trời ơi, mấy bữa nay động, cho nên tụi nó đâu có làm gì được đâu. Mà hôm nay á, anh không có tiền trả tiền lãi cho tụi nó là anh sống không yên với tụi nó đâu. Hay là em làm ơn làm phước đi kiếm chỗ nào mượn giùm anh chút tiền đi. Cấp bách lắm rồi. Bây giờ em còn có nhiêu đây nè, thôi anh ráng xài đỡ đi. Trời ơi, 1 triệu này rồi bây giờ làm được gì rồi thấm vô đâu. Chứ trời ơi, tiền đâu mà ra nữa, em còn có nhiêu đây à. Không thôi anh kiếm ai mà quen á, anh mượn đỡ đi. Nếu như mà em không còn tiền thì cho anh mượn lại chiếc nhẫn đi. Đi mà, cho anh mượn lại chiếc nhẫn của em đi. Chuyện của anh cấp bách lắm rồi. Chiếc nhẫn anh mới đưa cho em hồi đeo chưa có nóng tay nữa, giờ đòi lại rồi. Đưa anh mượn đi rồi mai mốt có tiền rồi anh mua lại cái khác cho em mà. Thôi được rồi, để em tự nguyện. Đưa nhanh đi, trời ơi, đang cấp bách mà. Anh không cấp bách, anh không có làm vậy đâu. Em cứ vậy hoài à. Anh á, anh cứ lông bông như vậy hoài, em thấy cũng không phải là cách đâu. Hay là anh đi kiếm việc gì đó làm đi, để cho đỡ cái thời gian ở không mà đi nướng tiền vô mấy cái sòng bài. Trời ơi, cái chỗ khỉ ho cò gái này có việc gì đâu mà làm em. Em nghe nói xưởng của con Thùy An á đang có tuyển người đó, đâu anh tới đó anh xin thử coi sao. Làm công nhân hả? Làm công nhân ba cọc ba đồng rồi sao mà sống? Trời ơi, không phải. Bây giờ mình chỉ tạm thời làm trong cái thời gian chờ đợi cái kế hoạch ở bên nhà bà Tám Điệu thành công. Lúc đó mình có được tài sản của bà rồi thì mình cao chạy xa bay. Dù gì á, đó cũng là xưởng của em gái con Xuân. Anh qua bên đó làm á, em với anh phối hợp với nhau để tách hai vợ chồng con Xuân ra, rồi gây thù chuốc oán cho hai gia đình đó. Thì lúc đó kế hoạch của mình mới nhanh đạt được. Vừa rồi á, công an ập vô quán bà Tám, mấy anh xém bị bắt nhớ không? Nhớ rồi.
Sao? Rồi nhóm của anh bị tan rã, phải tìm địa điểm khác để hoạt động đó. Chính là do bàn tay của ông Sáu Bảnh. Cho nên bây giờ anh qua bên xưởng của con ổng làm, thì lúc đó ổng á mà có kế sách gì, cái cách gì mà đối phó với mình á, thì anh cũng tìm ra được cách để mà mình chơi lại nhà ổng. Em nói cũng có lý. Cũng có thể là vô xưởng cha Sáu Bảnh hay làm, rồi mình có cái điều kiện để mình kiếm một cái gì đó buôn bán, kiếm thêm tiền, đúng không? Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thần, yêu ai cũng dở dang. Ông Sáu ròm ông cản ngăn, rồi tôi cô đơn. Yêu ai mà không thành, mày mà cái kiểu gì mà không thành? Bộ dạng là nhìn thấy gớm không? Nhìn mà chịu không được luôn, không có ra cái con người. Mày thuộc cái thứ gì chứ không phải thứ bảy chủ nhật nữa nè. Út An ơi, Út An. Đó, gây gỗ gì rồi đó phải không? Gây gỗ Vân Kiều hay gây gỗ dai? Kêu là có xá gì tía, con chỉ cần có Út An bên mình. Con đi qua bển, con thâm người ta, rồi con bị người ta đuổi về, người ta còn hát một bài tặng: coi con hay đi về có chổi chà nè con. Bây giờ cái thứ ngu, nghe không? Cho mày ăn cơm chứ không phải cho mày ăn cám đâu nha. Mày ngu, mày cũng ngu vừa vừa. Mày qua bển mày làm gì, mày năn nỉ, mày hỏi thăm làm gì để cho tao đuổi về, có nhục không? Nhục không? Trong đó con Kiều nè, con Kiều đây nè, không gọi cái Út An, Út An hoài. An hoài, mày gọi Kiều cho tao. Đừng có nó kêu ở đây nữa, con chỉ trách bản thân thôi. Con sai, con đã sai rồi. Con trách ai vô tình? Vô tình, uống vô cho vô tình nè, uống cho tỉnh nè, tỉnh nè, tỉnh rượu giùm tao cái nè. Rồi, nè, 2, 3, kêu. An, uống nữa. Uống nữa nè, an, uống cho tỉnh nè, khi nào mình nhớ chữ Kiều rồi thôi à. Uống cho tỉnh nè con, đó, nè, uống cho tỉnh nè, tỉnh rượu giùm tao cái nè. Nóng quá. Nóng hồi nào nóng, trà nguội đời nóng hồi nào là bộ hả? Đi đốt cái lưỡi con rồi. Lưỡi gì? Hoài chỗ hoài. Thôi không nói chuyện với tía nữa, con đi ngủ. Tao nói là ngủ cũng phải kêu tên Kiều nghe, chứ không có Út An nghĩa chưa. Út An. Đó, giờ làm người không chịu, giờ làm muốn làm chó cả bò kìa. Út An ơi. Bò kiểu đó nè. Út An ơi. Bác. Út An. Anh. Út An. Con. Nó. Con. Nó xỉn nè, cậy đó. Bác. Người sai xỉn á, người ta nói thiệt nhất á. Con về. Nó có nói gì đâu. Nó kêu Út An. Út An ơi. Ờ đúng rồi. Tại sao nó kêu Kiều, nó kêu Út An? Bởi vì Út An ơi. Tôi tưới luôn cái bình nước ra đầu nó kìa. Kêu. Kêu là dành cho Từ Hải. Vậy là mày dậy không? Mày dậy không? Út An là dành cho Minh Khang. Khá bao nhiêu cái chuyện ra nông nổi này. Do cả Sáu Bảnh mà gây ra hết á. Anh cho em đi qua bển làm việc với Thùy An đi. Chứ bây giờ em ở nhà chán òm à. Nấu cơm nấu nước rồi xong xuôi hết rồi, đưa con bé Hương nó đi học xong rồi không biết làm gì đâu. Ở nhà xong rồi sờ đần sớ rớ đó, gặp má đụng chuyện rồi cãi lộn nó phiền thêm nữa. Đi qua bển đi làm nè, em vui nè, rồi em còn kiếm ra tiền nữa, đúng không anh? Bây giờ em muốn làm cái gì anh cũng ủng hộ em hết á. Miễn sao vợ anh vui là được rồi. Vui quá à. Được cái gì? Công chuyện nhà đăng đê đê hà ha. Rồi cô đi làm như vậy rồi ai lo? Lo an phận làm dâu làm vợ đi. Đừng có rảnh rỗi rồi bày đặt cái làm chuyện này chuyện nọ nha. Má con thấy được mà, có gì đâu. Về cái việc nấu ăn á, dễ ẹc à, thì nấu cũng lẹ. Má cho vợ con đi làm đi, để có đồng ra đồng vô. Xuân phụ giúp gia đình cũng đỡ. Với lại nếu mà vợ con đi làm á, thì cũng ít thời gian mà gặp mặt má, không có đụng chạm với nhau nhiều, sanh ra chuyện nữa. Má ơi, con thấy lúc này á, má hậm hực rồi ốm o gầy mò, nhìn má xanh xao lắm rồi đó. Đúng rồi đó má. Con đi làm nhưng mà con biết trước khi đi là con phải nấu cơm dọn dẹp sạch sẽ xong hết rồi con mới đi.
Má ở nhà má chỉ có việc đắp mặt nạ hay là má muốn làm đẹp gì đó thì má làm thôi. Đúng rồi đó má. Đồ cái thứ gì đâu không nè. Ủa sao cấp rài sao làm như đám ma hả? Sao không thấy nhà thấy vắng quá ta? Nhà không có con ma nữa hết à. Chỉ có con ma ốm đau lòng vòng trời ơi, trước cây rồi nữa. Buồn làm chi em ơi, nhớ thương xin gửi lên trời. Đồ thứ đó, mê nhà ngói bỏ nhà tranh. Đồ cái thứ tham vàng bỏ bạn. Đồ thứ biết thứ gì đi nữa, tức biết gì, lúc chửi không có soạn ra được cái gì, chửi chả quanh cái quay lấy cái bình nước lại nè, lấy dầu nước lại tưới đi, lấy cái ca nước cho tưới mình nè, mình tôi thấy héo hơn á, héo hơn cái cây á, tưới chi vậy. Trời ơi, tôi nói thiệt, tưới để cho mày tỉnh, mày đứng mày nhảm hả hả? Ai chơi kỳ cục, tới tưới vậy, trời đang nữa đâu. Nó nắng quá cho nên mày mới nói nhảm. Tao tưới để cho hạ quả mày xuống cho mày khỏi nói nhảm nữa. Nhưng mà tao hỏi thăm nè, nước ra nước gì vậy? Nước ra nước tao mới tắm heo xong á. Ồ được chứ, nước hầm cầu mới sợ chứ nước tắm heo. Cái gì? Ủa tao già vô duyên. Tụi nó này vô lấy xà bông cho tôi về tôi tắm. Được rồi. Chơi đi, chơi ha, lấy nước tắm heo tưới tôi ha. Đồ thứ tham sang phụ khó ha, tắm heo đi. Bữa nào tôi cho ông tắm lại nước cậu cá tra, hầm cá tra cho ông coi nha, nhớ đi. Cỡ mày mà chơi với tao, nghĩ phẻ đi. Hai đứa ngồi đi. Dạ. Tía có chuyện muốn hỏi nè. Ngồi đi con. Dạ tía. Có chuyện gì vậy tía? Bây giờ tía hỏi thiệt nha. Dạ. Tía cho con về bên nhà tía má con Xanh. Con đồng ý không? Về bên Xanh đi nha. Tía nói thiệt hả tía? Tía cho vợ con về bển. Vậy là kế hoạch của mình cũng thành công rồi. Cuối cùng mình cũng thắng tía. Tía chịu hết nổi với tính tiểu thơ của mình nên đồng ý cho mình về nhà tía má mình rồi. Nhưng mà mình chưa dội về đâu. Mình sẽ ở đây thêm vài hôm nữa để chọc tía già ngày nữa rồi nha. Tía ơi, con suy nghĩ lại rồi. Con ở đây, con ở đây cho tới lúc sanh em bé luôn. Con không về nhà bển. Sao kỳ cục vậy? Hồi trước á, là con khăng khăng hai vợ chồng con á, là coi như là đòi về bên nhà tía má con Xanh. Tía thấy là thôi tụi con về bên đó đi, Xanh nở xong rồi tính. Rồi sao giờ tía giờ không đi là sao? Tại vì lúc đó con suy nghĩ chưa có thấu, cho nên là con cứ khăng khăng đòi về bển. Nhưng mà bây giờ con quyết định rồi, con sẽ ở đây cho tới khi nào mà Xanh em bé xong con mới về bển với tía má con. Cái con nhỏ này khó hiểu. Lúc mình không cho nó về thì nó đòi về, khi mình cho nó đi thì nó lại không chịu, là sao? Tía, con nói với lại tía bển vậy luôn á tía. Con gái của tía là số 1. Phải hù ổng như vậy ổng mới sợ, hiểu không? Dạ. Đã thiệt nè. Nhưng mà nói gì nói, thật sự là tía cũng thấy tội nghiệp ổng. Tánh con trả từ trước tới bây giờ lúc nào cũng vậy hết á. Nè, dọa ổng thôi nghe không? Chứ con đã là vợ của người ta rồi, lấy chồng phải theo chồng nghe con. Dạ con biết rồi. Sao khỏe không? Khỏe không? Nè, thấy cái sắc mặt này ha, là lúc này coi như là cái chuyện mà phụ giúp dâu con ở trong nhà là coi như là khỏe rồi phải không? Ủa, cái đó là anh hỏi thăm thiệt hay là anh đang móc họng tôi đó anh? Tôi trời ơi, lâu ngày tôi gặp anh tôi hỏi thăm thiệt là vậy, nói thật lòng. Nếu con cảm thấy mà phụ giúp cho con Hạnh không nổi á, hay là Kha không nổi á, thì cứ việc đưa về bên nhà tôi để vợ chồng tôi lo cho nó ha. Giờ con anh nó đâu chịu về nữa đâu. Bây giờ nó còn đang muốn ở bên đó để chi? Để nó muốn hành hạ tía con cho tôi nữa, cho nó nói chuyện nào chứ không tôi chết nó mới vừa. Anh nói cái này là hơi kỳ nha. Kỳ gì? Cái này là xúc phạm nha. Anh suy nghĩ kỹ rồi hãy nói nha anh. Suy nghĩ hãy nói gì? Tôi cho anh biết nha.
Con anh á, bây giờ á, dễ gì nó về. Bây giờ nó nghe lời theo cha mẹ nó, là xúi dục nó phải ở bển đi. Mày hành hạ cái dòng họ đó, chết sớm ngày nào á, là tốt ngày đó. Tôi nhớ hồi đó rất là rõ ràng. Anh mang chầu cao qua bên nhà tôi, anh hỏi cưới con Hạnh con gái tôi cho thằng Phúc con trai anh ha. Anh khen con Hạnh nào là ngoan nè, hiền nè, dễ thương nè. Đó, cái khoảng từ đó tới đó, trước đó tới đó là vợ chồng tôi dạy nó. Còn khi mà anh cưới con Hạnh con gái tôi cho thằng Phúc con anh về bên nhà đó đó, nó là con của anh, thì cái khoảng sau này nè, trở về sau này nè, là anh dạy. Anh nói cũng nói được, thứ già dâu có ưa chút nào hết, xu da và lụ đạn. Thương quê hương, thương ngoài rút sợi tâm tơ, tôi nhà cùng thương cùng sầu, cùng điều nào với hết thương đau. Gió... Hát đi má. Làm gì vậy? Con muốn minh họa cho má đó. Má hát dân ca con muốn minh họa. Công nhận má con ấy, lúc nào hát cũng hay hết á. Sao con? Hai má con mình như có máu nghệ sĩ á má. Mình yêu văn nghệ mà con. Má. Gì? Hôm nay nó muốn gì vậy? Trời ơi, bắp chuối ha, đậu muống ha, rau mồng tơi kìa trời. Canh cua quá đồng luôn nha, cua đồng nấu mồng tơi nha. Đậu bụng quá má ơi, nấu lẹ lẹ đi má ơi. Nhưng mà cái này không phải của má. Chứ của ai? Của anh Chanh. Nó mua về để cho má con mình ăn nữa nè. Nghe thấy chua của rồi. Của em đó, em nấu cho nhà ăn. No ngang xương rồi, ăn cái gì nổi mà ăn. Mấy cái này nhìn chua lè mà ăn cái gì. Con về con lấy đồ rồi con lên chỗ làm, hôm nay việc nhiều lắm. Mất cả hứng. Thằng, kệ nó đi con, nó không ăn mình ăn. Làm tiếp đi con. Dạ. Ra 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 ra. Mọi người ơi. Ủa. Dạ. Dạ. Ủa chị. Chào mọi người. Chào chị... mọi người. Dạ. Chị Xuân. Dạ chào. Dạ chào chị. Đây là chị Xuân, chị của An. Từ hôm nay á, chị Xuân sẽ phụ giúp An mấy cái sổ sách giấy tờ, cho nên có gì nhờ mọi người giúp đỡ nha. Dạ. Có gì mọi dạ. người giúp đỡ cho Xuân nha. Cảm ơn mọi người trước. Cô An yên tâm, ai chứ người nhà của cô An mà tốt rồi. Đúng rồi, cô anh Xuân có gì thì chỉ với tụi tôi nha. Cảm ơn nha. Dạ. Rồi, chị vô đây với em. Anh, chào anh Nam. À. Chị ngồi đi. À, đây. Sổ sách đây hả? Đây là sổ sách theo dõi. Đây. Trong này sẽ ghi thành phẩm mỗi ngày được bao nhiêu cái. Chị cứ xem đi. Tôi biết mà. Tôi biết thế nào cũng có chuyện hà. Con dâu của anh á, không có kém gì con dâu của tôi đâu. Bây giờ chị biết làm sao không? Nó hành tôi với thằng Phúc riết là tôi sợ luôn á chị. Trời đất ơi, bây giờ không biết cách nào á nha. Rồi kêu nó về bên nhà, tía má nó không chịu về mới chết đó chứ. Tại anh, ai biểu. Ban đầu anh rước về làm chi? Bây giờ tính sao tính? Ủa sao ai cũng trách tôi giống y chang như chị vậy ta? Làm ơn chị có cái cách nào chị giảng giảng giùm tôi coi. Thí dụ làm sao mà cho nó về tía má nó ở là tôi thấy là tôi rảnh là tôi khỏe à. Chứ ở hoài là tôi chịu không nổi rồi đó. Cách hả? Dạ. Có cách này. Cách nào chị Tâm? Tôi có cách này. Hả? Mà nó sẽ tự động nó đi mà anh không cần phải cầu khẩn gian xin gì cả. Vậy luôn hả? Ừ. Cách gì cách đi. Dẫn nó coi pháo bông hả? À phải. Chứ mà nó bắn nó phụt lên vậy đó. Trời ơi, đang lúc cao trào. Quay đồ. Được không? Ừ. Ngọt quá. Vợ à. Ừ? Anh có chuyện này muốn hỏi vợ mà quên mất tiêu luôn à. Vụ gì? Tại sao hả tía cho em đi về bên nhà bển mà em không chịu về vậy? Mọi ngày hả em tìm mọi cách, em chọc tía để tía cho em đi về bển mà. Em có cách riêng của em. Với lại em dự tính á, là em sẽ ở lại đây chơi thêm vài bữa nữa. Lúc mà tía cho em về bển em vui lắm chứ bộ. Nhưng mà em phải ở lại đây chơi thêm vài ngày nữa rồi qua bển em sanh luôn. Rồi, vậy sao không nói cho tía biết? Trời ơi, anh khờ quá à. Em muốn ở lại đây ghẹo tía thêm vài ngày nữa. Tự nhiên giờ nói cho tía nghe còn gì vui nữa đâu. Thôi không được đâu. Tía mà biết được là tía rầy chết luôn á. Có khi tía đuổi vợ chồng mình ra khỏi nhà luôn á. Em đâu có bao giờ làm gì quá đáng với tía đâu. Em biết cái gì làm được và không làm được. Nên anh cứ yên tâm đi. Quýt ngọt quá ha. Anh thề không ngờ vợ lại nghĩ cho anh với tía anh như vậy luôn á.
chứ sao không? Dạ. Tại vì em thấy mình ở trên đó, trên Sài Gòn á, cũng lâu rồi, giờ mới có dịp về đây, cho anh ở lại đây với tí lâu lâu chút nữa. Quýt ngọt quá à, anh mua hả? Đâu có. Ủa chứ không phải má mua cho em hả? Ủa tía. Tía. Quýt tôi mua đó. Mua để cúng bà đó. Hả? Thôi chết. Con không biết. Con xin lỗi tía, vợ chồng con không biết cho nên tụi con ăn luôn rồi. Thôi để con chạy ra ngoài con mua mớ đền cho tía. Thôi cái chuyện trái cây á không có nói nữa. Giờ tía có chuyện này muốn hỏi hai vợ chồng bay nè. Dạ, dạ, có chuyện gì vậy tía? Gì vậy tía? Lúc đầu á là tụi con á xin phép tía để về bên nhà tía má tụi con để con sanh, đúng không? Nhưng tía không đồng ý đó. Nhưng mà sau đó tía đồng ý rồi, bây giờ tụi bay không chịu về bến, bay ở đây hoài là, hay là bay ý tụi bay muốn là ở đây sinh, đúng không? Dạ. Thực ra tụi con sinh ở đâu cũng được, bên này hay nhà bên kia được, miễn chỗ nào tốt thoải mái thì cứ sinh không sao hết á. Có điều á, có điều là cái gì cũng phải có giới hạn, có quy tắc của nó. Là sao tía? Tuy rằng bây giờ vợ con đang có bầu, thấy không? Nhưng mà không vì cái chuyện có bầu này á, bao nhiêu công việc nhà con phó hết cho chồng con vậy sao được? Nhưng mà tía, nhưng tại vì con bây giờ bầu lớn rồi, con sắp sanh nữa, mấy cái chuyện đó hồi nào giờ con cũng đâu có làm đâu, cho nên con đâu có quen đâu tía. Không quen á thì cũng phải học cho nó quen, tập làm từ từ. Chỉ có cái loại mà làm biếng á, không muốn làm á, cái loại đó mới nói cái kiểu như con. Thôi mà tía, bây giờ vợ con đang có bầu lớn rồi, nên mọi việc ở trong nhà tía cứ để con đảm nhiệm hết nghe tía. Khi nào mà vợ con sanh rồi á thì tính sao nghe tía. Không có được. Nếu con Hạnh muốn ở đây á thì phải làm tròn cái nhiệm vụ của một người dâu trong gia đình này. Tía, tía làm vậy là tía ép con rồi tía. Ép là sao? Đơn giản thôi, bây giờ con không đồng ý con cứ về bên nhà tía má con đi. Nếu mà tía nói vậy á, vậy thôi giờ con xin phép con về nhà tía má con bển. Đi anh. Chạy. Làm gì có chuyện đó. Dạ. Con đi, con về một mình thôi. Còn á, thằng Phúc là ở đây. Trời ơi, sao được tía? Dạ đúng rồi tía. Người ta nói là chồng ở đâu vợ đó, có vợ có chồng thì mới hạnh phúc được. Tía làm vậy là thiệt cho tụi con lắm. Con mà con cũng nói được cái câu đó, chồng đâu vợ đó, có nghĩa là con ở đâu vợ con ở đó, phải không? Dạ. Tụi bay nói vậy chứ mày làm ngược lại, không bao giờ làm trúng. Thôi tao nói vậy thôi, mày mới tao cắt khẩu khẩu mày. Rồi không chia cho mày một miếng đất nào hết á, để cho mày coi lúc đó mày ai thiệt thòi hơn ai. Tía. Tía. Trời. Vậy tự vậy giờ tính sao vợ? Đi tính sao giờ? Giờ phải cắn răng ở lại đây chứ sao? Tự nhiên đi ra ngoài đường xong về cái thành người khác luôn à. Mình ghê. Mình phải ráng ở lại đây. Anh cũng cần phải có tài sản của tía chia, để sau này còn lo cho con mình nữa. Thì biết tính sao giờ phải chịu thôi. Tía đã nói vậy, mình về bển dám chừng tía cắt khẩu khẩu thiệt luôn á. Thấy không, 49 thì gặp 50 thôi, cho mày vừa lắm. Má, phải làm món gì thấy ngon vậy? Canh bầu nấu tôm, cá bóng kho tiêu. Ôi, mới nghe thôi mà đã nhức nách rồi đó. Nhức nách sao ăn à? Là ngon quá, chịu không nổi đó. Người ta có con dâu, người ta được nhờ dâu. Còn tôi cưới dâu về là phải hầu hạ dâu. Đúng là cái số của tôi là số vô phước vô phần. Vợ con mắc đi làm chứ có phải đi chơi đâu má. Thôi, má thông cảm cho con dâu của má đi. Đừng có trách hờn vợ con, tội nghiệp vợ con nữa mà. Nha. Từ lúc con Xuân nó đi làm nữa hả? Công việc nhà dọn dẹp nhà cửa cũng là mẹ già này đảm nhiệm hết trơn hết trọi. Nếu biết cưới về mà phải hầu hạ như vậy khỏi cưới luôn. Thôi mà, má bớt giận đi mà. Bây giờ má có cần sai biểu gì á con làm cho. Vợ con đi làm về cũng có phụ má mà. Hay là bây giờ con lên lau nhà trên cho má nha. Thôi, cái vụ đó để tối con Xuân nó về nó làm. Dạ, cha, xin tuân lệnh. Hay quá à. Bây giờ cô lên thay đồ chuẩn bị ăn. Giỏi cái miệng tí lia, tí lịa, tài lanh, tài lẹ à. Giỏi nịnh mẹ thôi à. Cái thằng. Ăn nè.
Nếu như mà chúng ta thu mua được số lượng nguyên liệu đó với giá rẻ, ừ, thì lợi nhuận của xưởng mình sẽ hơn tháng trước nữa đó. Dạ. Đó, như vậy thì quá tốt. Wow. Ủa, hai người đẹp đôi quá à. Chúc mừng anh nha. Tôi có nghe anh có người yêu mới, nhưng mà bữa nay mới có dịp chúc mừng. Chúc mừng anh nha. Nhìn hai người cũng giống một đôi lắm chứ bộ. Cảm ơn. Thôi mà đi trước đi anh. Đi. Anh làm gì nhìn dữ vậy? Luyến tiếc lắm hả? Chạy theo người ta đi. Nè. Nè. Tôi nói vậy mà anh chạy thiệt hả? Đồ quá đáng. Thơm quá. Em chiên gì vậy? Người ta phải canh từ sáng sớm đó. À gì hả? Nè, ăn một miếng. À ăn. À, à mà thôi, anh tự ăn đi. Thôi em đút đi. Sao mà lười quá vậy? Đau mà. Ăn nè. Ngon không? Ngon quá, lau miệng luôn đi. Miệng mở dầu không à? Mệt anh quá đi. Lên miệng đi. Thôi đừng có lầy như vậy. Em xin lỗi. Nếu như mà em thương Thùy An thiệt á, thì em hãy giành lại tình yêu của mình đi. Hạnh phúc của mình thì mình phải biết nắm bắt và bảo vệ đó chứ. Em thương bé An lắm. Nhưng mà bây giờ nếu em không chịu kiều thì tía buồn lắm. Em không muốn làm tía buồn đâu. Khang, anh nói cho em nghe nè. Cha mẹ nào cũng thương con cái hết á. Bây giờ mà em có làm cái chuyện gì cho tía buồn, tía giận cỡ nào đi nữa thì tía cũng không bỏ em đâu. Anh nói vậy em hiểu không Khang? Cũng thấy xót thiệt. Nhưng mà bây giờ đâu có thể nào thay đổi tình thế được nữa. Nếu mà mình xuống nước á, thì thằng cha Năm Toản nó sẽ được nước đó nó leo lên đầu mình. Lúc đó mình đâu còn được cái tên là Sáu Bảnh nữa. Nhục quá nhục. Không, vấn đề này sĩ diện mà. Quá lớn. Thôi kệ nó đi. Ba cái chuyện tình cảm nó còn dài chứ đâu phải nó ngắn. Tại sao chúng ta đã nông nổi này chứ?
mà ngày trước anh không có bị tai nạn, thì bây giờ hai đứa đã về chung một nhà rồi. Tại sao lại có người khác như vậy chứ? Đồ bạc tình bạc nghĩa, đồ tham sang vũ khó. Nhìn tôi vậy có giống kẻ lệ tình lắm không? Chiều nay nhìn cậu Khang đi với cô gái khác, chắc cô đau lòng lắm phải không? Cứ khóc đi, khóc ra được sẽ hết đau lòng thôi. Thấy họ đi cùng nhau lòng tôi đau lắm, giống như là ai cứa vô tim tôi vậy đó. Cái cảm giác khó chịu đó anh có biết không? Anh đừng có khóc, đừng có buồn nữa mà. Vì chúng ta không. Ủa chứ mắc mới gì? Mắc mới gì mày nhảy? Kêu người ta nhảy bị nó này nó nọ đó tao không. Trời nha. Cũng may là con tao thằng Khang á, thấy không? Nó không làm rễ của cái nhà này, chứ làm rễ gặp cái thằng cha vợ mà trời đánh như vậy sao nó chịu nổi trời. Ê, tao nói mày nghe nha. Tao nói thiệt với mày á, tao đây là tao nhịn mày dữ lắm rồi nha. Chứ tao mà tao dọn mỏ tao chửi nha, thì ở đây mà có người mà tao mà nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất á, tao nói cho mày nghe vậy. Trời ơi, tao tưởng mày hãnh diện cái điều gì, nó danh dự ai về hãnh diện là cái hỗn nhất cái ấp này. Đó là mày tự đưa tao lên nha. Chứ tao không muốn lên nha. Vậy là mày sao, ý mày giờ mày muốn sao? Biết rồi, mày biết rồi. Ở trong cái ấp này con tao là người đàng hoàng, ha, nó hiền lành, chứ không phải như con mày đâu. Con gái mày đi lừa đảo người ta, thấy không? Ê, mày nói câu đó tao dập mày nghe, tao nói thiệt với mày nghe. Tao nói cho mày nghe, tao nói thiệt mày, chưa có thằng cha nào mà đi dạy thằng con một cái cách hỗn láo mà mức dạy như con mày ha. Rồi rình nhà người ta như ăn trộm vậy. Nó rình ăn trộm mà ăn trộm gì? Của ai, nhà ai? Nó rình nhà tao nè. Rồi mày sao? Nó lấy gì trọng? Không lẽ lấy nguyên cục xí quách này hả? Nó lấy cục xí quách này là về cho mày gặm hả chị? Hả? Nó rình cái gì tao không biết, nhưng cái thứ đó là cái thứ gian xảo. Thằng cha sao thằng con y vậy? Cha con tao đàng hoàng nha. Đàng hoàng cái cùng loi tao nè. Đồ chứ lũ đạn. Tao mà lũ đạn tao nổ banh xác cái mặt mày rồi. Mày mới cầm thôi công an xã tao tới tao bắt mày chứ nổ sao được. Ê tao nói mày nghe nè, cái đầu mày ít tóc nha. Đáng lý ra mày phải thông minh lắm, nhưng mà mày ít chữ quá vậy. Mày không có hiểu chữ quốc ngữ hả? Là sao tao không hiểu? Mày nói tao là trái lựu đạn, đúng không? Tao là trái lựu đạn chứ không phải tao cầm trái lựu đạn để chờ người ta tới bắt tao. Mà tao là trái lựu đạn, tao tự nổ, tao tự nguyện tao nổ cho banh xác này. Mày hiểu chưa? Tao hiểu rồi. Chứ mà sao trái lựu đạn sao ốm nhách vậy, sọc vậy ta? Một cái thứ gì mà khó ưa? Thứ nào mày chắc mày dễ ưa quá. Trời ơi. Ngồi đi con. Dạ bác. Bác để con. Cảm ơn con. Rót cho con đi. Dạ được rồi bác. Thật sự là con qua gặp bác để hỏi bác một chuyện. Con cứ nói đi. Có phải anh Bảo Nam hiện giờ anh đang ở Việt Nam đúng không bác? Nó đang ở Việt Nam đó con. Chuyện của hai đứa thiệt tình bác rất tiếc. Từ lâu
Bác đã coi con như là con dâu của bác. Nhưng có lẽ hai đứa không có duyên vợ chồng với nhau. Con hãy quên nó đi và tìm một người thật lòng yêu con. Tự dưng Bảo Nam đòi chia tay con, rồi quỷ hôn ước giữa con và ảnh. Bác có biết là chuyện này đã làm cho con và cả ba mẹ của con đều sốc không? Bởi vì từ lâu con đã coi anh Bảo Nam giống như chồng của mình rồi. Con không ngờ là ảnh có thể lấy lý do là con và ảnh không hợp nhau rồi chia tay. Dù bác rất thương và muốn con làm dâu của bác, nhưng mọi việc lại không được như ý. Con cũng đừng quá đau buồn. Vết thương nào rồi cũng sẽ lành theo thời gian con à. Bác à, bác có thể giúp con một việc được không? Con cứ nói đi. Bác có thể cho con xin địa chỉ của anh Bảo Nam ở Việt Nam được không? Bảo Nam về Việt Nam lần này ngoài chuyện thăm quê hương và làm ăn thì cũng muốn rời xa Thúy Lễ một thời gian, nên nó mới dặn mình không được nói địa chỉ cho Liễu biết. Thấy con Liễu cũng tội nghiệp, nhưng có lẽ mình không nói địa chỉ của Bảo Nam thì sẽ tốt hơn. Thà để cho hai đứa dứt luôn sẽ tốt hơn cho cả hai, nhất là Thúy Liễu. Nếu có dây dưa nó sẽ bị tổn thương nhiều hơn. Chẳng lẽ con định về Việt Nam sao? Dạ đúng vậy, con muốn về Việt Nam tìm ảnh. Xin lỗi con, bác chỉ nghe nó nói là nó về Việt Nam một chuyến thôi. Còn hiện tại nó đang ở đâu, địa chỉ bác không biết chính xác được. Con nên thông cảm cho bác. Con không nên đuổi theo một người đã muốn rời xa mình. Điều đó chỉ làm cho con tổn thương thêm thôi con. Bảo Nam, dù anh có ở chân trời hay góc bể, em cũng quyết phải tìm anh. Con hiểu rồi. Con xin phép bác, con về. Con về. Giỏi quá ta ơi, con gái giỏi quá. Rồi nè, bây giờ viết xong bài này rồi, đọc cho má nghe cái bài gì mà hôm qua cô giáo mới dạy đi. Bài ca dao về công cha đó. Dạ. Công cha như núi hái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng hờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Giỏi. Trời ơi, giỏi quá. Con gái tí giỏi xuất sắc luôn kìa ta ơi. Mới đi về đầu ngõ là nghe giọng của con gái tí gian giảng công cha như núi Thái Sơn rồi. Giỏi quá ta ơi. Nè thưởng nè, tí có mua bánh bò bánh da lợn cho con gái tí nè, thích không? Dạ. Giờ học bài xong rồi đúng không? Dạ. Bây giờ vô dẹp tập sách vở ha. Xong rồi mình rửa tay mình ăn bánh bò. Hèn. Dạ. Rồi cầm bánh bò vô trong nha con. Dạ tía. Rồi đi vô đi con. Đi vô. Người ta đọc thuộc hết bài ca dao luôn đó, giỏi chưa? Giỏi giống tía nó. Sao vợ, hôm nay cho anh ăn gì đây? Trời ơi, bữa nay á, rau luộc chấm với kho quẹt nè, cá lóc nướng trui chấm với nước mắm me được không? Rồi. Mới nghe mà nước bọt nước dãi nó chảy muốn tràn cái miệng luôn. Đỉnh quá, đỉnh quá. Ngon quá trời ngon luôn. Quên nữa, hồi nãy á anh có gặp bà thằng Khang, thấy nó buồn dữ lắm á. Mệt quá, không có thích nhắc tới cái tên người đó nữa. Bộ anh quên cập nhật tin tức rồi hả? Người ta có người yêu mới rồi, nhắc nhắc làm gì? Không có phải, thằng Khang nói với anh nè, nó nói cô gái đó là do bác Năm ép nó thôi, chứ nó không có tình cảm, nó chỉ thương có một mình Út An thôi. Cho nên nó nói với anh á, làm sao mà về nói với em á, làm cái cầu nối cho Khang với Út An làm lành. Không nha, không là không mà nha. Tôi là tôi không có ưa cái người mà một dạ hai lòng đâu. Chưa gì đâu mà có người yêu mới rồi, đừng có hòng mà kêu tôi làm cầu nối gì hết. Tôi mà thấy con Út mà hả, nó mà chịu là tôi cũng không chịu đâu, đừng có nói. Thôi mà, đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại. Người ta đã có nhã ý mà làm lành với lão Ban rồi. Thôi mình coi mình làm lành cho hai đứa nó đi, tội nghiệp. Khang nó buồn lắm, nó thương lão Ban thiệt á. Em không cần biết. Trời ơi, anh không nghĩ lại hả? Tía đang quạo lắm luôn kìa. Nhà bên Bắc Năm á, làm mất mặt gia đình em lắm luôn á.
chưa gì hả, mới sơ hở một cái, mới nghe từ hôn cái thôi á, là làm bẻ mặt tía em. Lập tức là đi kiếm mối khác cho ông Khang liền. Đó, ông Khang bây giờ cũng đã chấp nhận rồi kìa, cũng qua lại với cái cô tên Kiều gì đó rồi chứ có phải không đâu. Còn mày đặt bây giờ kiếm cớ quay về với con Út nữa hả? Không là không. Thôi mà, Khang nó tâm sự với anh rồi. Anh đừng có nói nữa, cậu ta nhiều lần làm tổn thương con Út lắm rồi mà cứ nói hoài vậy. Thì anh... Chưa hết nha. Còn hả, ghen tuông nữa. Hết lần này tới lần kia. Em nói không là không hả? Nói nữa đi, em mét tía đó. Bây giờ anh có muốn tía, tía giận anh luôn không? Biết vậy nhưng mà tại Khang, nó năn nỉ tội nghiệp nó quá. Nó nói là nó thương Út Mai nhiều lắm. Biết tính tía tôi rồi đó, giận ai là giận dai lắm luôn á. Coi chừng tía từ mặt anh luôn bây giờ. Thôi, đi vô nấu cơm ăn đi, đói bụng quá nè. Nấu rồi. Nấu rồi vô dọn. Biết rồi. Bực mình. Sao bị chửi hoài vậy trời. Chắc chuyện này không lành rồi Khang ơi. Khó lắm. Nghe bác hỏi nè, hôm nay bây ở trong gia đình bác đó, bây thấy gia đình bác làm sao? Bác còn phải hỏi nữa, gia đình bác quá tốt luôn, ai cũng tốt hết trơn. Cái chuyện đó cả xóm ai không biết. Ý là bác hỏi là bây thấy con Thùy An sao? Dạ, là một người thông minh, dễ thương, hiền lành, đặc biệt là rất hòa đồng. Trời ơi, cái đó nó giống tao á. À, thông minh, dễ thương rồi, nhất là cái chuyện hòa đồng. Trời ơi, bác hòa đồng là số 1. Dạ. Cả xóm này bác chửi không còn một nhà nào hết. Dạ. Chọc mày chơi thôi. Dạ, tại trời đắng quá chứ không có gì. Nhưng mà thôi, giờ tao cũng không vòng vo nữa. Bác nghe nói mày cô đơn đúng không? Dạ. Mày cô đơn, bây giờ con An nó cũng cô đơn. Sao bay không cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau? Tao nói quỵt tẹt ra luôn á. Chứ tao không phải tao mê gì Kiều đâu. Dạ thì những lúc An buồn cô cũng an ủi An mà bác. Sao mày ngu dữ vậy? Nói vậy rồi mà cũng còn giải thích cô buồn an ủi. Cái ý đây là tao đang cáp cho hai đứa bay á. Nhưng mà bác thấy rồi. Không có nhưng nhị gì. Mày sợ anh Khang á hả? Cái chuyện cái thằng Khang á là nó bít cửa rồi, nó không có cửa vô nhà này làm rễ đâu. Bây giờ á mày cứ cho nhau một cơ hội tìm hiểu đi con. Dạ. Nhưng không có nhân gì hết á. Tình yêu là phải chụp giật, phải không? Mình phải nhào vô mà cào cấu cắn xe để mình giật giật nó. Con An á, nó là đứa có hiếu, nó không bao giờ dám cãi lời bác đâu. Bác đặt đâu nó ngồi đó mà. Chỉ có đặt vô ổ kiến lửa nó ngứa nó nhảy ra chút thôi. Dạ. Cái chuyện mà ở xưởng đó, rồi cái vụ mà hợp tác với ở nước ngoài á sao rồi? Dạ, mọi chuyện đang tiến triển rất là thuận buồm xuôi gió ạ. Vậy cũng mừng. Dạ. Nếu thằng Nam và con An thành một đôi thì mình càng được dịp lên mặt với cha con thằng Năm Toản. Đâu chỉ có mình thằng Năm Toản mới biết tìm người tốt cho con mình. Sáu bảnh này mà đã tìm người còn chất lượng và tốt hơn nhiều. Chú Năm. Mới về hả con? Con nhớ chú Năm quá. Ừ, chào chú Năm khỏe không? Khỏe con. Wow, vẫn đẹp trai như ngày nào nha. Trời ơi, nghe con về, chú thuê nguyên cái xe này ra chở đồ cho con nè. Hả? Chú Năm kêu con đi chiếc xe này á hả? Đúng rồi, đúng rồi. Mà mày về có nhiêu đây à? Cũng hơn nè. Tao tính chơi nguyên chiếc xe tải luôn á. Thôi lên. Thôi lên về con. Lên cái xe này nó mát, hiểu không? Chú Năm ơi, ổn không chú Năm? Ổn.
Dạ ha, chào chị. Ngồi đi con. Ngồi đi chị. Đây. Chị, ngồi đi. Đây thằng Phúc. Là con trai lớn của chú. Chị ngồi bên đó đi. Con ngồi đi. Còn cái thằng mà nó nói chuyện điện thoại mà qua mạng với con á, đó là thằng em nó, Khang. Thôi bây giờ về nè, con cứ ngồi đây ha, uống nước cho nó nghỉ cho nó khỏe xíu. Rồi xuống rồi coi tắm rửa thay đồ. Nghỉ đi rồi chiều mát mát đi, rồi chú đưa con đi thăm cảnh của quê mình để con biết rõ hơn về quê nội nha. Dạ. Ôi, Việt Nam nóng quá ha chú. Ừ. Ủa mà Minh Khang đâu rồi? Nó chạy đi đâu nữa nè? Nó đi đâu rồi? Còn con vợ Phúc á, nay nó về bên bên má nó chơi bệnh á. Mà trước giờ á, nhà mình ở đây luôn hả chú Năm? Không, hồi xưa ở bên sông á. Dạ. Mới dọn về đây. Mà sau lúc cách ly xong á, chị không gọi gia đình em lên đó đón. Mà công nhận chị cũng giỏi thiệt á, từ trên đó mà dám bắt xe về một mình luôn à. Có sao đâu, chị ở Mỹ á, chị cũng đi một mình du lịch khắp nơi, đâu còn ai đâu. Với lại á, con qua Mỹ sống lâu năm rồi, còn bây giờ con thấy á là ở Việt Nam mình thì thật sự là con cũng không có người thân. Bây giờ chỉ còn có một mình chú Năm thôi. Chú Năm. Sao? Chú Năm nhớ là cho con ở đây chơi một thời gian với chú nha. Trời ơi, con ở luôn cũng được đó nè. Con cứ thoải mái, con ở lúc nào cũng được á, ở tới bao giờ cũng được hết á. Cảm ơn chú Năm. Thôi bây giờ vậy nè con, chỉ cái phòng cho chị đi ha, rồi mở máy lạnh lên cho chị nha. Dạ. Rồi bắt đầu á là chỉ cho chị để đồ để đạt, rồi chị tắm rửa chị nghỉ ha con. Cảm ơn cưng nha. Để đi cho con vô nóng rồi. Dạ thôi con nghỉ đi tắm đi con. Nóng quá chú ơi. Nghỉ ngơi đi con. Dạ. Dạ chị đi theo em nè. Ủa có sao? Sao mày biết giờ này tưới cây mày tưới hay vậy? Dạ con để ý thấy An ngày nào cũng tưới cây giờ này. Với lại An nói tưới cây mà khi mặt trời vừa lên á thì sẽ tốt cho cây hơn. Đúng rồi. Dạ. Thôi nghỉ tay đi, để đó, vô trong này bác nói chuyện chút. Dạ. Đi đi mày làm gì vậy? Nắng gần chết rồi. Vô đi. Dạ. Đi con, lẹ lẹ mày. Trời ơi, mày đi nắng nâu mà mày đi chậm quá vậy? Chú Năm. Gì? Sao lúc nãy con thấy ai giống anh Bảo Nam, người quen của con ở bên Mỹ á. Nhà ai? Cái nhà nãy mới đi ngang hả? Đúng rồi, cái nhà. Trời ơi, nhà của là chú Sáu Bảnh á, con không nhớ hả? Đúng rồi, mày không nhớ, đúng rồi, bây giờ á, ổng xây lên rồi. À, còn cái thằng đó hả? Việt Kiều, Việt Kiều. Có phải là anh Bảo Nam không? Đúng rồi, Việt Kiều đó con. Ê. Hả? Mày đi đâu kìa, đi đâu? Trời ơi, anh Bảo Nam, con về đây là con tìm ảnh đó. Mày tìm nó làm chi? Ảnh là chồng sắp cưới của con bên Mỹ. Nó là... chồng sắp cưới của con. Vậy là tôi chết rồi con ơi. Dạ. Thằng quỷ này nó bắt cá hai tay. Cái gì? Chú Năm nói gì vậy? Bắt cá hai tay là sao? Nó đang quen với lại con An, con của ông chú Sáu Bảnh. Chú nói cái gì? Ảnh, ảnh quen với lại con của chú Sáu Bảnh. Đúng rồi. Hèn chi ảnh đòi chia tay con về Việt Nam. Thì ra là ảnh về đây để ảnh tìm nhỏ đó. Chú Thôi Năm. Hả? Con gái của chú Sáu Bảnh đó, có đẹp không? Quăng mặt sành điệu không vậy? Trời ơi, nó làm sao mà bằng con được. Nhìn là con là 10 nút nó chừng 6-7 nút à. Nhưng mà được con cái à, nguyên ở trong ấp này, thấy không? Nhà trai Sáu Bảnh á, sao mà sao phước đức sao đẻ ra được hai đứa mà nó đẹp nhất vùng này đó. Hai chị em nó. Ừ. Không được rồi, con phải đi kiếm à. Đâu? Chú đừng có cản con mà. Nè. Cái gì cũng vậy, thấy không? Dục tốc là bất đạt, cho nên là bình tĩnh để tìm hiểu cho kỹ. Bây giờ nè, đi với chú qua đây kiếm quán cà phê đi, vô ngồi nói hết cho chú nghe coi sao. Rồi mình tính, không có được dùng cái kiểu này làm nó bể hết, thấy không? Từ từ mình theo dõi nó từ từ coi sao, đầu đuôi câu chuyện sao. Đi. Con phải nói chuyện với ảnh cho ra lẽ. Mày không có nói chuyện hả? Qua đây kiếm nước uống là tính gì tính. Chứ bữa nay có đi thăm dò thị trường gì nữa không? Dạ khỏi bác Sáu ơi,
Bữa giờ hai đứa con đi thu hoạch cũng kha khá, nên thôi hôm nay nghỉ bữa xả hơi. À, bữa nay quẩn đó, không có mận gì. Vậy con kiếm cái cớ nói con An nó dẫn bay đi đâu chơi đi, để anh em dạ. Có cái mối quan hệ rồi sau này nó cũng... Là lần sau bác. Chết con rồi Tía ơi. Chết con rồi. Cái gì vậy? Ủa Tía tới cây giùm con rồi hả Tía? Không, tao đâu có rảnh. Chuyện của anh ấy mần mà. Dạ. Ngồi đi. Ủa vậy ai tưới cho con vậy? Anh tưới đó. Thấy em ngủ ngáy to quá, anh thấy em ngủ say mê nên anh tưới giùm luôn. Trời ơi, đang nói em hả? Chưa? Trời ơi, con gái mà ngủ ngáy banh nhà vậy trời. Tí này, cái gì em ngủ có ngáy luôn hả? Em hồi nào giờ đâu có ngáy, anh em nghe lộn rồi. Không, anh không có nghe lộn mà. Em hỏi tí thử coi. Ôi, lâu lâu á mà, chắc mệt quá ngáy á. Ngồi đi con. Cảm ơn anh em nha. Gì cảm ơn không vậy sao được. Bây giờ người ta làm giùm tụi bay vậy, bay phải kiếm cái gì để đền ơn người ta chứ. Hả? Ok, ngày mai cho anh em nghỉ làm một bữa ở nhà. Ôi, cái chuyện nghỉ làm mà nói làm gì. Tí kiến giùm cho nè. Bây giờ á, bữa nay quẩn phải không? Bây giờ anh Nam bay qua bên cồn á, đưa vô mấy cái vườn trái cây á, để đi dạo dạo trống cho nó biết. Từ đó giờ con chưa bao giờ đi vô đó luôn đó. Con cứ nghe là trong cồn mà con không biết trong cồn là cái gì hết á. Vậy thì đi ha. Nè. Dạ, sao tí? Đi vô lấy chút phấn hồng đồ này nọ, rồi cái gì đó son đồ này đánh lên cho nó hồng hào cho nó đẹp. Ôi tí rành quá à. Cái đó hả? Con đâu có phải là xe xua đâu tí. Không phải là xe xua nhưng mà con đi chơi rồi lỡ chụp hình kỷ niệm, rồi hai đứa chụp hình chung, cái bắt đầu cái thằng này nó đem về bên bển, cái bắt đầu cái người ta coi cái hỏi con ai đây, nó con sáu bảnh, nó trời con sáu bảnh nó nuôi gì thấy ghê, mắt mai xanh chanh với tao lá. Không, bác Sáu ơi, con thấy Như An bây giờ mới là hiếm đó, người phụ nữ đơn giản mộc mạc. Mày biết nói chuyện thiệt ha. Nhưng mà vậy cũng đúng. Nói con nghe, mình á lấy vợ chứ không phải lấy đàn bà. Dạ. Lấy vợ tại sao? Đàn bà thì nhiều, nhưng mà lấy vợ là phải biết lo lắng cho chồng cho con này, thương yêu chồng con, lo lắng gia đình nè. Chứ còn về suốt ngày nó cứ ngồi nó quẹt nó tô rồi nó vũa móng tay không, mày đi làm mày đu chết luôn á. Đó, thấy chưa? Tí cũng biết đó giờ, chứ con cũng sống đơn giản quen rồi. Bây giờ con chỉ vô thay bộ đồ, quần jean áo thun vậy là xong. Không. Phải chải tóc tai đồ này nọ lại cho nó đàng hoàng con. Vậy thắt bính nghe. Thắt bính nha. Thì muốn mặn gì mặn, nhưng dạ. Mà cho tóc tai lại đàng hoàng. Nói nào ngay á, bác có hai đứa con gái à, mà mẹ nó thì mất sớm. Dạ. Bác là đàn ông, cũng đâu có chăm sóc kỹ lưỡng cho con gái của mình, cho nên tụi nó cũng bị thiệt thòi. Cũng dạ. May hay là còn ngoan. Dạ. Mỗi người phụ nữ như hai chị em của anh bây giờ rất là hiếm. Thấy hiếm hả? Dạ. Thấy hiếm mày rinh cái cục vàng này đi. Bác Sáu à, sao tía cứ tìm cách bán gã con hoài à, làm như con ế lắm vậy đó. Bán gã gì mà bán gã, mày chừng này tuổi mà không ai rinh là coi như ế là chứ gì nữa mà. Đâu có phải là không có ai rinh con đâu, tại là vì tía. Nè, tía cấm nha. Dạ. Từ nay tới đi không có được nhắc tên nó nữa nghe chưa. Dạ, con biết rồi. Thôi vô ấy coi đi chơi đi. Dạ. Ở đây nói nhảm nữa. Chờ em một chút, em thay đồ ha. Con cũng vô thay giày. Ở đó có rất là nhiều trái cây, anh có thể chụp hình selfie đã luôn. Anh chưa biết cái cồn là cái gì đây nè. Thì đi đi rồi biết. Đang nóng lòng muốn biết đây. Anh nghe người ta nói hoài à, mà bữa nay mới được đi đó. Ở đó trái cây hả, nhiều tiền nhiều, anh tha hồ hái xong cái ăn luôn cũng được nữa. Không lẽ cô quên mình rồi sao? Tại sao cô lại dễ dàng với người khác như vậy? Có lý nào hai người đó lại nảy sinh tình cảm với nhau? Không thể như vậy được. Anh nói cái gì? Chia tay hả? Không,
Tại sao lại phải chia tay chứ? Anh với em không có hợp. Anh đã quyết định rồi. Chúng ta chỉ có thể là bạn bè, là anh em tốt. Còn vợ chồng thì không được đâu. Em không chấp nhận. Em không muốn chia tay. Trước giờ chúng ta đã được hai gia đình đến nước từ nhỏ. Em luôn coi anh là chồng sắp cưới của em. Giờ anh nói chúng ta không hợp, chia tay nhau. Không, em không đồng ý. I'm sorry, I'm so sorry. Anh Nam, anh Nam, em không chấp nhận chia tay. Em không muốn chia tay đâu. Quá đáng thiệt tình luôn đó. Trời ơi anh Năm, cái ly này nó bằng thủy tinh, mua bằng tiền anh Năm mà. Cái gì anh cũng phải nhẹ nhẹ giùm chút anh Năm. Nó bây giờ là kim cương tôi cũng đền nữa chứ đừng có thủy tinh gì. Bực không? Hỏi chị bực không? Mắc cái gì mà anh bực dữ vậy? Cha sao bảnh đó, chị coi coi. Đưa người cửa trước rước người cửa sau. Đối xử với con cháu tôi vậy đó. Ủa gì sao kỳ vậy? Dù nùi tôi không hiểu gì trơn vậy. Không hiểu hả? Trời, không. Đơn giản thôi. Cái thằng cha sao bảnh á, sẽ rước thằng Nam về ở chung. Ở chung thì đương nhiên dù sao thằng kia ở nước ngoài về cũng phải hỏi thăm coi à, gia đình mày sao, sự nghiệp mày sao, công việc mày sao, tình duyên mày sao, đúng không? Ừ đúng rồi. Con cháu hỏi thăm là chuyện bình thường. Mà hỏi thì hỏi, ổng hỏi thì ổng phải biết chứ. Ổng biết là thằng này, thằng Nam này là nó đang là quen với cháu tôi. Mà ổng còn dở trò ổng chơi cái kiểu đó được không? Nhưng mà nó quỷ hôn rồi. Cái gì chưa có chính xác mà quỷ hôn cái gì? Anh sao? Anh sao rồi? Tôi hỏi chị nè. Mà chả canh hay lắm. Chả sao? Chả canh mà cái ngày mà chuẩn bị mà hai đứa tụi nó heo. Ờ. Con tôi á, thằng Khang con tôi á với lại con An á chuẩn bị làm đám cưới. Nè. Chả canh cái chân thằng nhỏ vừa bị một cái nha. Cái bắt đầu chả dở trò. Thằng chả ghép đôi con An với thằng Nam đúng không? Đúng rồi, chả ghép đôi con An với thằng Nam vô. Thấy không? Chưa đâu nha chị nha. Sao nữa? Chả còn cố tình đó nha. Cố tình đó là cho thằng Nam nó chở con An đó là ngang qua nhà tôi qua lại vậy. Để chi? Để thằng Khang con tôi nó nổi khùng lên. Thằng cha già sáu bảnh này ghê thật. Nó nổi khùng lên này thấy không? Chả tạo cơ hội để cho con An nó đi chung với thằng Nam. Ừ. Để cho tụi nó gần gũi nhau. Thằng Khang nó qua nó quậy. Rồi thằng Khang nó nhậu xỉn, nó qua nó quậy nhà ổng đúng không? Thì mới lội cái mặt chuột. Ê, mới lội mặt tôi ra. Cái mặt tôi bên con rồi tôi phải qua tôi chửi ổng chứ sao? Đúng không? Rồi sau đó đó, ổng tự ổng coi như là ổng tự từ hôn để khỏi mang tai tiếng với hàng xóm. Đó, đúng không? Đúng rồi. Thấy chưa? Ông già, thấy ghê không? Ông già này thiệt quỷ là ghê gớm. Thấy ghê chưa? Ghê chưa? Thiệt không ngờ. Hai người nói xong chưa vậy? Trời ơi, mày kêu hai người luôn hả mày? Thật sự là con đang rất là bực mình. Và con cũng đang rất là rối chứ Nam hiểu không? Bây giờ con về đây chủ yếu là để con tìm anh Nam, để con nói ra tình cảm. Thấy chưa? Nhưng mà con cũng không cam lòng để anh bỏ rơi con. Đó, chị thấy chưa? Chú Nam, bây giờ chú Nam với dì Tám á, hai người coi nghĩ cách nào để giúp con đi. Chứ bây giờ con thật sự là con muốn điên lên rồi, con bình tĩnh. Bình tĩnh. Dì Tám cũng ghét cái thứ mà gọi là tham vàng bỏ ngải anh. Tôi ghét cái thứ đó lắm. Tham vàng bỏ ngải hả? Ừ, tôi ghét cái thứ đó lắm. Dì Tám có giống như ngậm máu phun người không ta? Mày không? Không phải, không phải. Mà ông sao cái gì? Dì Tám với lại chú Năm con đó ha, sẽ kết hợp với nhau để giúp con. Chị giúp tôi nha. Tôi nói thiệt nha, có thể đụng tới tôi thì không sao, nhưng mà đụng tới con tôi, đụng tới cháu tôi á, tôi không chịu thua thằng ốm này đâu nha. Tôi làm tới nơi tới chốn rồi chị coi. Ừ, con yên tâm đi. Yên tâm đi. Dạ, bây giờ là mọi chuyện á, tất cả con nhờ dì Tám với lại chú Năm nha. Ừ. Con phải đi về trước thôi. Ờ, con về đi. Để về đi con. Về đi, bình tĩnh nghe con. Không có suy nghĩ bậy bạ, để từ từ nghe con nha. Chuyện đâu còn có đó, để dì Tám với chú Năm tính nha. Tội nghiệp con nhỏ. Sắp làm dâu rồi mà tự nhiên bị phỏng tay trên vì con nhỏ con gái sáu bảnh á, tức lắm á. Tức sao không tức? Tôi nói thiệt á, tôi làm cái chuyện này tới bến luôn á chị. Cha già sáu bảnh này cố tình chơi tôi sát gián luôn á chị. Ừ. Kỳ này tôi quyết tâm mà tôi chơi với ổng cho bằng được luôn. Chơi tới bến luôn. Đúng rồi. Chị Tám. Hả? Anh Bảy. Cho một ly cà phê đen nóng nha. Ờ. Nóng hổi luôn. Ít đường không đá như cũ phải không? Không. Bữa nay là nhiều đá nhiều đường. Bởi vì cần cổ rất là nóng, rất là gắt. Có ớt không? Giọng cho ông chả ngủ. Quý dịch anh. Đợi tôi tí nha. Ờ. Ngồi đó đi. Chà, bữa nay đã uống cà phê nữa ha. Không cảm ha. Mấy bữa nay bệnh. Ho,
sợ ngồi gần nó lây, cho nên là không dám ngồi gần, không ngảm nghe. Thôi ngồi xa xa đi, để mốt có gì đi cúng một lần. Ai cũng hay. Ủa anh nói anh bệnh rồi phải không? Cảm cảm nhưng mà hết rồi. Coi chừng bị dịch đó nghe. Anh coi chừng anh đó. Mắc dịch á, mắc dịch mắc tôi á, ông biết không? Ai mắc dịch? Anh nói chứ ai? Anh làm gì anh qua đây anh ngồi, qua anh ngồi luôn đi rồi anh uống. Mắc mớ anh phải làm như vậy. Rồi nó bóng nó gió nó này nó nọ vậy. Kệ, tránh voi chẳng sâu mặt nào. Thà mình lên tiếng trước đi. Để em thôi tao nói mình là ích kỷ, nhỏ mọn không dám ngồi gần này kia cái nọ nữa đúng không? Hơi sức đâu mà cứ ngồi cứ thọt quá thọt lại. Anh qua đây ngồi nói chuyện có gì đâu. Anh nói câu này tôi cảm thấy rất là vui nè. Rồi qua đây rồi. Để tôi cảm thấy tôi yên tâm rồi. Mấy bữa nay con Hạnh đi về bên nó ở, chắc là không khí trong gia đình nó rất là vui vẻ hả? Coi như là hạnh phúc lắm đúng không? Thôi anh nói vậy nói cho qua đây anh ngồi nói chuyện với tôi chứ ngồi chồm chồm vậy tôi không nói đâu. Nể lắm đó nha. Đừng. Không, không lẽ giờ tôi kêu phun mặt tôi luôn. Chứ ho mà né né làm chi? Lịch sự, lịch sự. Bệnh quán gì đâu mà sợ. Anh làm bộ, tôi biết anh bệnh gì. Anh là cái thứ già dịch. Mấy bữa nay chắc là vui vẻ lắm đúng không? Trời ơi, vui lắm, có nói gì vui lắm anh. Mà khỏe rảnh mới ngồi uống cà phê nè. Mà rảnh có làm gì đâu. Trời ơi, bây giờ việc nhà con Hạnh nó lo hết. Nó vừa làm việc nhà nghe. Mà anh biết không, nó giỏi cái nè. Nó vừa làm dâu mà nó vừa làm mẹ nữa chứ. Coi như là giống như là nó giống như là má của thằng Phúc vậy đó. Nó phải chỉ dạy thằng Phúc từng cái một vậy đó. Trời đất ơi, nó vừa làm nó vừa chỉ dạy, đầu tắt mặt tối lắm, tội nghiệp đó lắm. Ủa anh nói vậy là sao? Nó vừa làm việc nhà, nó giống như là má của thằng Phúc, rồi má hết ở trong gia đình luôn hả? Nè. Cái gì anh? Nó bụng mang dạ chữa đó anh nè. Thì đúng anh rồi. Nó làm hết tất cả những công việc anh ở không vậy hả? Chứ anh sao? Làm cha làm ông có kiểu gì kỳ cục vậy? Đâu anh Bảy, đừng giỡn anh Bảy. Trời ơi, phận con dâu rồi nó phải làm chứ, đừng giỡn rồi anh. Trời ơi, người ta bỏ chín xe 10 vàng, người ta cưới về phải lo việc nhà chứ. Lấy cho làm dâu cho ngồi lên, chứ làm bà hả ông nội? Về là phải làm dâu, làm dâu là phải dọn dẹp nhà cửa. Nó đâu phải là con anh cho nên anh đâu có sót đúng không? Nè tôi nói cho anh biết nha, tôi truyền hồn cho anh nghe. Nếu mà con Hạnh với cháu tôi mà nó có chuyện gì đó nghe, là tôi qua tôi đốt nhà anh luôn đó. Ghê hả? Anh có số điện thoại của ông Bảy chủ tịch xã không? Tôi cho anh nè, anh gọi đi, anh gọi anh kêu xuống luôn. Tôi thách anh á, anh làm cho tôi sợ anh hả? Nói cái gì kỳ cục tầm bậy tầm bạ vậy? Ai mà hành hạ nó? Rồi bây giờ anh nói ngang phải không? Ngang gì? Anh nói ngang cái kiểu này là anh nói ngang đúng không? Tôi nói anh thẳng. Anh nói tôi không dám làm gì anh hết trơn đúng không? Nè. Anh nói cái gì cho anh bà? Trời ơi, cái gì vậy? Trời đất quỷ thần ơi, làng xóm ơi, tới đây rồi hai ông phá hoại quán của tôi, đập bàn đập ly của tôi nữa. Chính quyền ơi, làm ơn xuống đây can thiệp giùm tôi đi. Trời bà ơi, nhìn một cái tôi muốn lôi trả về nhà trả con trả hành hạ con gái tôi cỡ nào để tôi xử trả luôn tại chỗ. Tự nhiên bà xà quần đâu đây làm chi? Anh gì, anh đổ thừa tôi cái gì xà quần? Anh xô tôi rõ ràng, anh xô tôi làm bể cái ly rồi anh còn nói nữa hả? Anh bắt đền tôi đi nè. Con ngon á thì hàng mình ra đường bạc co, đừng quậy quán người ta nha. Muốn gì ra bạc co không quậy quán người ta. Thích thì chịu à? Thích là quậy hả? Muốn đập đồ đây hả? Đập không? Muốn đập không? Đập cho. Trời ơi, giờ anh muốn đập nữa hả? Trời không biết hay anh đền tôi đi. Đền cho bạn cái ly kìa. Cái ly phải đền rồi, nhưng mà phải đền bộ đồ của tôi nữa nè. Mớ gì đền bộ đồ? Bộ đồ xịn sò của tôi ha. Thì nó dơ giặt hết rồi nè, thấy không? Giặt cái gì? Rồi phải đem ra ngoài chợ huyện á, rồi giặt khắp nữa, tốn biết bao nhiêu tiền. Mà chị cũng khùng lắm. Gì khùng? Buôn bán ba cái quán nghèo vậy. Ý, buôn bán ba cái quán thường gì mặc tự nhiên mặc đồ xịn chứ. Tao mặc ba cái giấy ú hay giấy mùng gì cũng được rồi. Mặc vậy chứ đó. Nói với anh vậy được hả anh Năm? Giờ nói hai gì? Ông tính sao đây? Nè, thấy không? Chuyện tiền cà phê là tôi đã tính rồi. Còn cái chuyện là ly cà phê bể là do ông làm. Đồ chị ướt á, chị cởi ra cho ông giặt thôi tôi về. Anh nói vậy anh Năm thỏng. Anh nè, Năm thỏng đứng lại. Nè tôi ra tôi nói chuyện gì cho tôi giải quyết với anh cha. Tôi xử thằng cha, chị đỡ nó đi. Này rảnh tôi qua tôi giặt đồ giùm cho ông rảnh thì thôi nghe. Không, bảy tao. Trời ơi, buông ra đi, đừng có đụng gì hết á. Tôi đang bực bội lắm. Cho anh đụng con chút xíu thôi bà vợ. Đụng gì? Anh đi kiếm tí anh kìa. Anh đụng đi, anh thương tí lắm mà. Lo cho tí lắm mà. Có đâu, em nói vậy là quan cho anh á. Quan gì? Nói đúng quá trời còn gì nữa. Anh không thấy hả, bây giờ bụng tôi bự như vậy nè. Trời ơi, bắt tôi ở đây phải làm chuyện này làm chuyện kia, đầy đọa tôi vậy á. Vô lòng anh chưa? Vợ ơi, để anh nói cho em nghe nè. Tí ông làm vậy á là muốn tốt cho hai mẹ con em thôi à. Tốt gì? Có thấy tốt gì không? Chỉ có tí con anh thấy tốt thôi chứ tôi thấy tốt gì đâu. Tốt thiệt mà. Anh có hỏi mấy gì ở ngoài chợ á, mấy gì nói là
mang bầu á, đi lại nhiều vậy mai mốt dễ sanh. Mấy bà nó khác, tôi khác, anh không biết gì hết trơn á. Nghĩ sao vậy? Bây giờ anh thấy hả, mỗi ngày lúc nào có mặt tôi cũng phải cắm vô trong bếp, làm hết chuyện này tới chuyện kia. Anh thấy vậy anh coi có chịu nổi không? Thôi mà vợ. Thôi nhưng mà thôi, đã vậy ở nhà có chút xíu vậy nè, còn đi rước cái bà chị Việt Kiều về nữa, bà còn đài tôi nữa. Thôi em đừng có giận nữa. Bây giờ á, anh tính vậy nè, khi mà tía không có nhà, anh sẽ làm hết tất cả mọi chuyện cho em luôn. Khi nào mà tía về á, thì em cứ giả bộ làm nhẹ nhẹ thôi, cho có Hương có qua là được rồi. Làm như tía anh còn nhiều chỗ để đi lắm gì á. Anh nhìn thấy kìa, bác Sáu với lại tía tôi bây giờ có thèm giờ mặt tía anh đâu. Bày đặt nói là giả bộ kêu tía đi ra ngoài. Tía đi đâu? Làm gì có chỗ nào cho tía anh đi. Ờ, trời ơi, tôi chịu hết nổi rồi, tôi muốn về nhà má tôi. Vợ, em đừng có la lớn. Thằng sớm tao nghe, tao tưởng đâu là mình cãi lộn á. Tôi không chịu nổi nữa, tôi muốn đi về nhà má tôi. Trời ơi, thôi mà. Thôi mà vợ. Thôi nhưng mà thôi, ở đây ngày nào cũng làm đủ thứ công chuyện mà muốn chết luôn vậy. Thôi được rồi, anh tính vậy nè. Để khi nào mà tía vui á, anh lựa lời, anh xin tía cho vợ chồng mình đi về bên nhà vợ ở bển mình ở ha. Vậy anh đi theo về bển hả? Đâu có được. Anh đi theo vậy rồi tía anh cắt hộ khẩu xong rồi không có cho miếng đất nào luôn sao? Thì bởi vậy anh mới nói là khi nào tía vui thì mình nói, để anh lựa lời, anh tính cho. Mệt quá à. Vợ đừng có nóng giận nữa, ảnh hưởng đến con đó. Đang rầu nhìn thấy chú Út còn rầu hơn nữa. Làm gì mà mặt mày ủ rũ vậy? Chắc nhớ con vợ hụt nữa phải không? Trời ơi chú Út ơi, làm gì cũng phải tươi tỉnh lên chút xíu. Tối ngày cứ rầu rĩ hoài vậy đâu phải là cách đâu. Chứ bây giờ chị hai muốn em sao? Một bên là tình, một bên là tía, chọn ai bỏ ai. Trời đất ơi, mày đàn ông mày phải mạnh mẽ cứng rắn lên chứ. Ừ, đàn ông thì phải mạnh mẽ lên. Tối ngày có ủ rũ vậy nè, bây giờ còn thương người ta quá thì đi qua bển năn nỉ người ta đi. Chứ tôi nói nha, chú mà cứ thả lỏng vậy hoài á, có ngày có người khác hốt đi một cái nha, lúc đó hối hận không kịp luôn á. Ờ đúng rồi đó. Dạo này á nghe, tao thấy con An đi với thằng Việt Kiều đó nhiều lắm mà đó, mà tao thấy cũng thân thiết lắm mà. Trời ơi, chừng đó. Đó thấy chưa, ông bà ta có cái câu nói là lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Anh chị có nghe cái câu mà đâm bị thóc, thọc bị gạo chưa? Là sao? Là anh chị đó. Thường an ủi người ta, cuối cùng thấy cái bịch gạo người ta đang lủng lỗ cũng đâm chọt cho lòi gạo ra. Đúng nè. Ai biết đâu. Nó nói đúng nè. Hai vợ chồng bay rảnh quá, qua khuyên lơn không khuyên lơn, tự nhiên suối nó quay lại với con An. Nó đang quen với con Kiều, suối tầm bậy tầm bạ rồi suối kiểu đó rồi. Chẳng khác là bị bôi trò tét trấu vào mặt tao, mặt mũi là tao nhìn ta nữa. Trời ơi con đâu có ý đó đâu tía, con chỉ là con muốn. Muốn gì, ý gì? Thôi chuyện nó để nó lo đi. Vô dọn cơm ăn coi. Ủa? Dạ. Con liễu vậy chưa? Thôi, vô dọn cơm đi em. Con không biết, gia đình cứ để con yên đi. Con buồn gia đình lắm. Nhỏ này nó đi đâu người ta, nó đi về trước tôi mà, nó đâu mất tiêu rồi trời. Trời đất ơi, mày coi mày gọi điện cho nó coi. Con không biết. Tao không kêu mày. Vậy thôi. Đây vùng quê mà không quen biết ai đi tầm bảy tầm bạ, cái con này thiệt tình. Ủa, Nanh về sớm vậy? Thì ủa, hôm nay không có tới quán bà Tám Điệu hay sao mà qua đây vậy? Quán của bà từ bữa giờ ế ẩm gần chết luôn, có ma nào đâu. Chỉ có mấy ông bà già bạn của bà lui tới thôi à. Ngồi đó chỉ có nước đuổi ruồi thôi chứ có việc gì đâu làm. Chán gần chết luôn. Cho nên là lâu lâu xin nghỉ xá hơi một bữa. Em có nói với bà không? Có sao không có, em nói rồi chứ. À,
Mà bữa nay anh xin việc ở xưởng mỹ nghệ của Ngang sao rồi, được không? Xin được rồi, mai đi làm. Nghĩ tới cái chuyện mà vô xưởng làm ba cọc ba đồng, chán quá trời quá đất. Anh ráng đi. Mình á phải hy sinh một chút chuyện nhỏ này thì mới đạt được mục đích lớn chứ, đúng không? Bữa nay mình rảnh nè, thôi hai đứa mình đi đâu đó chơi cho thoải mái đi, kiếm gì ngon ngon ăn nha. Sao quả nói hết tiền rồi? Tiền nhiều thì không có, chứ một hai bữa ăn thì nhầm nhò gì. Đi anh, đi nha. Em thay đồ á. Được rồi, đi thay đồ đi. Phải công nhận là đường làng của mình đẹp quá em ha. Đó, nhìn thấy không? Quá trời chuối luôn nè. Đúng là trái đất tròn thiệt. Anh có chạy trời cũng không khỏi nắng đâu. Đây là bạn anh hả? Bạn cái gì mà bạn? Hả? Tôi là vợ sắp cưới của ảnh đó. Cô nói lung tung gì vậy? Em nói lung tung hồi nào hả? Tôi nói cho cô biết, tôi là vợ sắp cưới của anh Nam. Anh Nam, anh đừng có nói á, anh gì còn nhỏ này mà tự hôn em nha. Không biết gì thì đừng có nói lung tung. Em ăn nói lung tung hả? Em mà nói bậy á thì ông trời cho em bị câm đi. Nhìn cái mặt của nó là biết nó là người hát Việt Kiều rồi. Nè, chị đừng có ăn nói hồ đồ như vậy nha. Chị có thể nói tôi sao cũng được, nhưng mà nói cái chuyện tôi hám Việt Kiều là không có đâu nha. Chứ sao? Bỏ mộng đó đi, đúng là đồ đĩa đói. Thôi đi. Trời, cô biết thì nói, không biết thì thôi. Trước khi tôi nổi nóng, cô phải nên nhớ, với tôi và cô đã chấm hết. Đừng đeo bám theo tôi, đừng đụng chạm vào cuộc sống riêng của tôi nữa. Anh, miệt thị tôi sao cũng được, không được miệt thị người khác, biết chưa? Đi em. Anh nói tôi đeo bám anh hả? Anh đúng là đồ quá đáng mà. Được rồi, anh ở đó đi, coi coi tôi có yên nhìn hai người đến với nhau không hả? Thôi đi nha, em chịu hết nổi rồi đó. Em cứ hỏi gặp má là má chửi, gặp má là má chửi. Má không cần biết là em làm cái gì cũng không vừa lòng má hết á. Thiệt sự là em mệt mỏi lắm luôn rồi đó. Anh, tính đi. Chứ sao mà ở trong nhà này được, tính sao cho hai vợ chồng mình ra riêng ở đi. Biết là vậy, nhưng mà em vì anh ráng nhịn nhịn má chút xíu đi, rồi từ từ anh nói chuyện cho má hiểu. Nữa, từ từ nữa. Lần nào kêu cũng từ từ hoài luôn á. Bây giờ tôi nói là tôi không có chịu đựng được một giây phút nào nữa rồi đó. Cho tôi ra riêng đi trời ơi. Cái gì? To nhỏ với chồng rồi xúi chồng ra riêng hả? Bỏ mẹ già này chèo queo hả? Cô vừa phải thôi nha. Dạ con má con. Không có má con gì đây trơn trời á. Tôi không có cái thứ con dâu mà không biết điều. Muốn đi thì đi một mình đi, đừng có xúi con tôi nó bất hiếu với má nó. Má, hồi nãy con có nói gì đâu mà má nói con xúi chồng con bất hiếu với má. Thấy chưa, thấy không? Cô dằn hắt với tôi đó ha. Ý cô nói như vậy tôi là bà mẹ chồng là khó chịu, hẹp hòi, độc ác với con dâu lắm phải không? Con có nói tiếng nào đâu, sao tự nhiên nãy giờ nặng ra quá trời chữ luôn vậy? Nặng chửi cái gì? Hình như là má đang suy bụng má ra bụng con, chứ bụng con không hề nói má như vậy. Nó mày thấy chưa? Mày thấy nó xỏ xiệt tao chưa? Ý mày muốn nói như vậy là mày muốn nói là tao có người tao bụng dạ xấu xa hẹp hòi đúng không? Phải không? Càng ngày mày càng quá quắt rồi đó, nghe chưa? Lộc ơi là Lộc, mày dạy dỗ vợ con mày ra sao mà bây giờ nó chửi từ trên đầu nó chửi xuống. Trời ơi là trời, ngó xuống mà coi nè, trời ơi là trời. Má ơi là má. Trời ơi, sao lúc nào má cũng bù lu bù loa lên vậy hả má? Rõ ràng là vợ con có nói gì má đâu, tự nhiên má nói vậy. Má toàn là má tự suy nghĩ suy diễn ra rồi má quy chụp cho cổ không à. Bây giờ hai người mà cứ vậy hoài nha, con bỏ nhà con đi cho hai người vừa lòng. Con đi thiệt nè. Lòng ơi, đi đâu vậy? Đi với. Anh xin lỗi anh, tại anh mà em bị người ta mắng quan như vậy. Đúng là quá quan ngức mà. Thôi không sao đâu, chuyện này anh đâu có muốn đâu. Nhưng mà em nghĩ trước sau gì anh cũng nên gặp cô ấy để giải thích cho cô ấy rõ. Giải thích đi làm gì? Một khi người ta đã nhìn nhận mình, giải thích đi làm gì? Mẹ em không muốn là người khác hiểu lầm. Trước đây anh khi chia tay với cô ấy, anh cứ nghĩ đâu là giữa tụi anh sẽ là bạn bè. Nhưng không ngờ sau mấy chuyện này rồi, anh nghĩ là nên tránh xa cô ấy, dứt khoát mọi chuyện luôn. Nếu anh không giải thích rõ ràng thì mọi người sẽ nghĩ là vì em mà anh với cổ chia tay. Anh đã nói rồi, em là dạng thật sao phải sợ lửa. Việc gì mình phải giải thích. Nhưng mà
Thôi, nếu như em muốn thì anh sẽ làm. Anh sẽ nghe theo em. Em hiểu rồi. Thật ra em cũng suy nghĩ lung tung quá. Em cứ nghĩ là, ủa mình không có gì thì mắc mới gì mình phải bận tâm. Mình rụt rịch thì người ta lại nói mình có tật, đúng không? Đúng. Bây giờ em dẫn anh đi chơi đi. Mà đừng có dẫn anh đi vườn trái cây nữa, anh bị mất hứng rồi. Vậy giờ anh muốn đi đâu? Đi đâu ta? Em thấy chỗ nào đẹp thì anh đi. Đi chè xuồng không? Ok. Đi. Trời, giờ dắt trai lạ đi chèo xuồng rồi. Đúng là tía mình nói mà, phụ nữ không thể nào đo được cái lòng dạ của họ. Họ phản bội ta bất cứ lúc nào. Lấy cục đá chọi chiếc cha thằng kia. Mày, cục này sao được? Lấy cục khác. Đây, tới rồi, tới rồi. Chè tới rồi đây. Nè bà xã, ngon lắm á. Được không? Được. Anh nấu lâu dữ lắm mới được như vậy á. Sao, ngon không? Thì cũng được, chứ cũng không có xuất sắc lắm. Thì anh mới nấu lần đầu mà. Thôi, ăn đỡ đi. Lần sau anh sẽ nấu ngon hơn nữa. Dạ. Ăn nhiều vô. Giỏi. Tía. Chí. Nghĩ ai mày á? Tía hỏi gì kỳ, thì vợ con với ai tía? Vợ mày tao tưởng con mày không. Làm gì ngồi phải đút đồ cái gốm vậy? Không có miếng trà nào uống à, mày xuống pha miếng trà uống coi. Thôi tía, vợ con đang ăn chè mà giờ đứng dậy đi dễ bị xúc phong lắm á tía. Cái gì giúp được, giúp cái gì giúp được, thôi ngày nào mày cũng giúp nó hết là sao? Con biết rồi, để con đi pha. Tía, bộ thằng Khang nó mới chọc tía hay gì sao tía quạo dữ rồi tía? Mới tao quạo gì ông Khang vậy đó, tao thấy mày tao quạo á. Làm gì phải ngồi phải đúc đâu. Tôi chưa bao giờ tôi được mà con cái nó đúc ăn kiểu đó. Sai hoài. Ý tao nói là vừa phải thôi. Bắt người ta ngoài người ta nhìn vô ta cười mày hiểu không? Có gì đâu kỳ tía, vợ chồng chăm sóc nhau lúc bầu bì cũng bình thường mà. Đồng ý, nhưng mà con tía, con phải biết là cái gì làm được thì phải làm. Nặng thì không nói gì, còn bắt cái nhẹ lặt vặt này có gì đâu mà sợ nó làm. Dạ thôi con biết rồi. Trời đất quỷ thần ơi, mày pha cái gì mà trà đậm quá trời đậm vậy? Dạ thì con thấy cái hũ trà của tía ở dưới á còn có chút xíu à, cho nên con trút vô đây hết rồi con chăm luôn. Trời thánh thần ơi, gần cái 100 gram trà thôi còn để đó mà nó đổ vô hết vậy, mày coi có được không hả? Con thấy còn có chút xíu à, chăm cho nó hết cho rồi để tí đi mua cái khác uống cho nó thơm hơn. Không thơm gì, 100 gram trà của người ta đó chứ là một chút xíu cái gì. À, hay là sai mày làm á, kêu mày làm cái việc này á là mày ghét, mày làm cho bỏ ghét cái gì hả? Trời ơi, vậy không được đâu nghe chưa, nha, tao nói cho mày biết nha, làm cái kiểu đó là cái kiểu là bất hiếu lắm mày biết chưa? Tía muốn nói con sao cũng được hết, chứ tía đừng có dùng chữ bất hiếu, con không có chịu đâu nha tía. Ủa rồi sao? Nếu tao nói bất hiếu không được hả? Cái đó là nhẹ nghe chưa? Nặng nè, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa nữa đó. Tía nói gì vậy? Tía nói vậy là ôi, quá đáng lắm mà con có nhịn tía nữa đâu. Mấy bữa hổm á, con muốn đi về nhà tía má con ở bển, nhưng mà tại vì con thương chồng con nên con mới ở lại. Còn vợ, tía nói vậy con xin phép tía, ngày mai con đi về nhà tía má con ở bển, con chờ sanh luôn. Trời, về tía má con dẹp đi, không có được đâu, không cho. Ủa gì kỳ vậy tía? Bữa tía cho con về bển mà tự nhiên giờ tía nó không cho là sao kỳ vậy tía? Người lớn không có được nói hai lời đâu tía. Tao là cha, tao người lớn, tao có quyền nói tới 5 lời cũng được, tao đừng nói 2 lời, thấy không? Trời đất này, tôi cưới nha,
Tôi cho con tôi nè, lễ nghĩa đàng hoàng, qua bên đó cưới hỏi đàng hoàng, chứ không phải là muốn dẫn về đâu mà muốn làm gì làm. Dù sao là dâu là con ở trong gia đình này, cái gì cái là phải ở trong gia đình này làm dâu, thấy không? Có chết cũng chết trong này, làm ma mà làm ma cũng là làm con dâu trong cái nhà này chứ không được về bên đó. Không nghe lời tôi phải không? Nếu không nghe lời tôi phải không? Tôi từ. Tía, công nhận cảnh miền sông nước rất là hữu tình, rất là đẹp. Anh thích dữ vậy hả? Đương nhiên rồi. Vậy sao, sao anh không lấy vợ miền Tây đi? Về đây là sướng lắm luôn á. Ủa mà sao em giống như là em đọc được suy nghĩ của anh hay sao đó. Anh cũng muốn vậy nhưng chưa có ai chịu anh hết. Thiệt hả? Vậy thì em với tía sẽ ra sức tìm kiếm cho anh một cô vợ miền Tây, được không? Anh tìm được rồi, chỉ có điều anh không biết làm sao để cô ấy thích anh thôi. An thì vẫn vô tư không hay biết gì. Trời nóng mà pha bình trà nóng uống vô để cho nó điều hòa thân nhiệt. Nóng quá. Nóng hai chị Liễu, nóng uống trà nóng nè. Em bị khùng hả? Em uống đi, nó hòa điều cái nhiệt nó mới mát được. Chị đang bực bội lắm đó, đừng có chọc chị. Sao làm gì mà cái mặt nhăn như khỉ ăn ớt gì chị Liễu? Chị hỏi em chuyện này nè. Dù gì? Em phải trả lời thiệt cho chị biết nha. À, có phải là tại vì ông Bảo Nam mà em với nhỏ An nó mới chia tay đúng không? Sao chị biết vậy? À, em có kể cho chị nghe chuyện này lần nào đâu. Em đừng có nói vòng vo nữa, mệt quá. Bảo Nam chính là chồng sắp cưới của chị ở bên Mỹ đó. Bảo Nam là chồng sắp cưới của chị bên Mỹ? Ừ. Nhưng mà sao mà ổng về đây ổng... Thì đó, tự nhiên bây giờ á, ổng đòi chia tay chị, ổng về Việt Nam. Mà chị cũng không hiểu lý do tại sao á mà ổng lại làm như vậy. Tới hôm nay á, chị bắt gặp được hai người họ đi chơi ngoài, chị mới hiểu được lý do tại sao á. Là sao? Trời đất ơi, em bị khùng hả? Thì là không hiểu luôn. Em bị khùng hay là em bị khờ vậy? Nãy giờ chị nói mà em vẫn không hiểu hả? Bởi vậy em bị cha Nam giật bồ là đúng rồi. Chị nói á, là chị thấy hai người họ đi chơi với nhau, tình cảm, em hiểu không? Chị tức quá, chị mới dừng họ lại. Chị tính là vạch mặt hai người họ. Nhưng mà chị không ngờ đó là ông Nam á, ông đứng ra ông bên giật nó, ông còn đe dọa chị nữa chứ. Hả? Hai người họ là ông Nam với ai? Trời đất ơi, em vẫn không hiểu hả? Ai? Ông Nam với con An chứ ai? Đó, bây giờ chỗ này mới hiểu nè. Con An nữa hả? Quá đáng lắm luôn rồi. Vừa đi bơi xuồng mà còn đi dạo nữa. Bữa nào tôi canh đi dạo, tôi quăng cái hột mít cho chân té luôn. Em quăng hột mít hả? Trơn á, té. Bình thường thôi, yên tâm. Hả? Để cho chị, chị xử cho. Chị sẽ trả thù cho em. Chị dứt khoát là không để cho ai giật chồng của chị. Chị mà không có được ảnh thì cũng sẽ không ai có được ảnh. Chị gì chị? Thiệt là cái chuyện đó em cũng tức lắm. À, cái chuyện chị giành chồng lại là đúng ha. Nhưng mà chị đừng có làm gì hại tới An ha. Cái gì? Tại cái mặt, cái gì? Nhìn cái mặt chị ác lắm. Chị nghiến răng nghe trèo trẹo luôn. Em còn dạ. Giật nó nữa hả? Chị nói em biết nha, em nói với nó tránh xa chồng của chị ra nha. Còn không á hả, chị mà gặp nó ở đâu á nha là chị tát nó sấp mặt ở đó đó, có rõ chưa? Hả? Cái bà này ngộ. Sao tự nhiên mới về đây chi cho mọi chuyện rắc rối vậy ta? Thưa tía, tụi con mới về. Dạ, thưa bác Sáu. Bác Sáu coi nè, nghe lời bác Sáu, đi vô vườn trái cây hái quá trời luôn. Nhà này đâu có ai đâu, hái chỉ cả đống cái lèn dữ à. Không, con thấy ngon quá con hái luôn. Kệ, để ăn từ từ. Tía, về đây á, anh thấy cái gì cũng lạ hết. Vô vườn á, trội trái cây nhiều quá em ơi. Cái này đẹp quá em ơi, cái kia đẹp quá em ơi. Cái gì cũng khen hết trơn á tía. Không, đẹp thiệt mà, ngon thiệt. Nói không phải nói ngoa với con chứ thật sự ra đó, cái đất miền Tây của mình á nghe, cảnh đẹp nè, người nó ôn hòa nè, đó, nói chung là tình cảnh đều đẹp. Dạ. Bay á, nếu mà bay thích giống vậy á thì bay về đây nè, bay kiếm đứa nào á
mày làm rể miền Tây luôn đi. Làm gì làm cũng gốc nhà mình. Ừ. Sao bác Sáu với An nói cũng có một câu y chang nhau à? Con cũng có nói với An, ngay từ đầu mà đặt chân tới đây con cũng có ý định đó, mà tương lai không biết làm sao. Rồi để đó em coi vòng vòng ở đây có con gái nhà ai, rồi tía coi phụ coi có ai được thì gả cho anh luôn. Ui dạ. Làm gì vậy? Ai cho ngủ ở đây? Đi ra ngoài ngủ với má đi. Buông ra không? Buông ra. Không. Buông ra. Không. Ê, dạ, khoan, từ từ, tức cực quá. Đau quá. Thôi mà, năn nỉ mà, đạp cái muốn lồi ngực ra luôn nè. Sao vợ còn giận anh hả? Chứ bây giờ anh với em mà ra ngoài ở ra riêng, rồi còn má anh sao? Bỏ một mình má anh chèo queo vậy sao anh an tâm được? Giận anh hoài. Vậy còn tía em sao? Bên đó tía cũng ở chèo queo có mình kìa. Chèo queo nào? Còn không an nữa làm chi? Nó cũng phải đi lấy chồng vậy. Thì chừng nào lấy chồng rồi tính. Thôi vợ, xách ra nha. Anh hứa, rồi từ từ anh tìm cách anh nói chuyện với má, mọi chuyện sẽ qua thôi mà. Anh cái gì cũng má 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 má. Một má hai má. Họ cái là má, họ cái là má. Anh đâu có coi em ra cái gì đâu. Anh đâu có coi vợ của anh ra cái gì đâu. Họ cái gì cũng má hết á. Má là tất cả đúng không? Vậy anh nợ với má đó. Sao? Gì đây? Tính bài cái này cái nọ để mà dẫn dắt con tôi cái gì đây? Má má, sao má vô phòng con má không gõ cửa vậy? Tại thấy mở cửa hi hí tôi vô được không? Mà nhà này là nhà của tôi, tôi có quyền, tôi muốn làm gì tôi làm. Không thích nữa thì xin mời biến ra khỏi chỗ này đi. Nhưng mà với một điều kiện, tuyệt đối không được dắt con trai tôi đi đâu hết nha. Má, vợ con nói đúng á. Phòng riêng của vợ chồng con má vô kỳ quá. Hèn, nói ra cái binh, hở cái binh, cái giống gì cũng binh được hết trơn á. Hèn, mày chiều nó riết rồi, nó leo lên đầu tao nó ngồi. Nó ngồi chồm hổm trảnh á. Ngồi ở nào đâu? Tao thấy chưa, nó muốn nói vậy là nó muốn ngồi lên rồi, tao thấy không? Thôi thôi thôi, cổ không có ngồi đâu. Cổ mà ngồi con kéo cổ xuống liền, má yên tâm đi. Thôi 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 bớt giận, coi như là con sai đi. Thôi thôi bây giờ đi ra ngoài con bóp tay bóp chân cho má nha. Còn em đừng có nói nữa, để anh. Khổ quá trời ơi. Đi 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 má, đi má. Đi đi đi, con dìu má đi. Thôi mà đừng có liếc nữa. Lớn tuổi rồi, liếc cái gì mà liếc. Liếc là chồng tôi không được xài nữa. Dạ 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 dạ. Đây, đưa anh phụ cho. Đi vô đi, để em làm cho. Làm hoài không hết công chuyện luôn á. Tía, con dọn cơm xong rồi tía xuống ăn cơm. Thank you.
Trời ơi, lao sạch ghê. Vậy vậy phải được không? Đây dạ. Tía, bữa nay á con làm xong hết công chuyện tía giao rồi đó. Tía, tía cho con xin về nhà tía má con chơi vài ngày cho đỡ nhớ nha tía. Làm dâu mà cứ ăn no tối ngày cứ xin về nhà thăm tía má, thăm tía má. Biết vậy hồi trước là thôi đừng lấy chồng, để ở nhà ở luôn gần gũi với tía má mình đi, lấy chồng chi. Tía, dù gì cũng gần một tháng nay rồi, vợ chồng con ngoan ngoãn nghe lời tía là làm hết tất cả mọi chuyện rồi. Tía cho vợ con về bệnh chơi đi tía. Vợ em nhớ má em quá. Thôi mà. Thôi được rồi. Rồi được, tía cho về đó. Mà hai ngày thôi nha, cái công việc nhà này mình tao làm không thể đâu á. Thiệt hả tía? Ừ. Dạ. Cảm ơn tía. Cảm ơn tía. Dạ ăn nhanh nhanh đi, mình còn soạn đồ rồi đi về bển nữa. Dạ.